Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1051, truyền kiếm 1. Vạn kiếm tề minh, long ngâm khiếu thiên là biểu hiện của kiếm tâm cảnh. Đạt đến loại cảnh giới này, trường kiếm dựng dục ra linh tính, phù hợp với con người, như là một cánh tay, khiến cho sức chiến đấu của người ta gia tăng lên không chỉ gấp đôi. Lĩnh ngộ loại cảnh giới này, trên cơ bản có thể khai tông lập phái, trở thành một đời tông chủ. Thậm chí còn có không ít quốc chủ, Tông chủ của các thế lực cũng không có đạt tới. Ở trong sương mù, rốt cuộc là ai đã thi triển ra loại cảnh giới này, khiến cho rất nhiều trường kiếm bên ngoài khó mà tự kiềm chế được chứ? Là ai? Kiếm ý không ra mà kiếm khí đã phát tán, khí tức ngang dọc vậy. Nhất định là Liêu Vũ Trí, hai tông môn chúng ta đều ở bên ngoài chân núi Vạn Quốc Thành. Mỗi sáng sớm đều nhìn thấy hắn luyện kiếm ở dưới thác nước, kiếm gieo cả sân cốc, thanh âm chấn động cửu châu lúc ấy ta đã cảm thấy coi như không phải là kiếm tâm cảnh thì chỉ ít cũng đã đạt đến kiếm ý đỉnh phong. Người nói như vậy ta cũng đã nhớ ra, ngày đó ta trùng hợp thấy dấu vết hắn luyện kiếm để lại, kiếm ý rơi ra bên ngoài mấy trượng, để lại dấu vết trên mặt đất. Chỉ sợ cũng chỉ có đạt đến kiếm tâm cảnh thì mới có thể khiến cho một cái hố có quy luật, nông sâu giống nhau như thế. Liêu Vũ Trí được coi là vô thượng thiên tài kiếm đạo của Hàn Khí Tông, đương nhiên cái danh này không phải là dùng để trưng bày cho đẹp đúng vậy a à, một màn kiếm tâm cảnh này và nghiền ép cùng cấp bậc thực lực bản thân trương sư cũng không bằng đối phương chỉ sợ lần này muốn vượt qua khó khăn quan điểm của các ngươi ta không đồng ý ta lại cảm thấy là trương sư đạt đến kiếm tâm cảnh tình huống mấy quan trước đó cũng không phải các ngươi không thấy a à. cảm thấy ở trong sương mù có kiếm khí ngang dọc khiến cho người ta khiếp sợ khuôn mặt của rất nhiều danh sư dưới đại hiện lên vẻ ngưng trọng kiếm tâm cảnh Ngô Thiên Hào từ trên không trung trở về, thân thể run lên. Audio điện tử võ tấn bền. Lúc trước, ý định ban đầu hắn muốn khiêu chiến trương sư cũng không phải là quyền pháp, trưởng pháp mà là kiếm pháp. Vốn hắn cho rằng nhờ vào lĩnh ngộ về kiếm của hắn, muốn đánh bại đối phương sẽ dễ như trở bàn tay, ai ngờ trương sư trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến, làm cho bản thân hắn rơi vào bị động. Vốn hắn cho rằng, nếu như lại có một cơ hội khiêu chiến, nhất định hắn sẽ dùng kiếm, không vẽ vời cho thêm chuyện ra nữa. Thế nhưng khi cảm nhận được kiếm khí ngang dọc ở phía trước, hắn lập tức trở nên không còn tự tin được nữa. Mặc kệ người lĩnh ngộ kiếm tâm là ai, có thể đối kháng cùng người này, sao có khả năng kiếm thuật kém được chứ? Chí ít cũng không phải bằng vào loại tu vi này của hắn là có thể chống lại. Trương sư, có thể thắng được không? Mấy người khang đường chủ cũng tràn ngập lo lắng. Yên tâm đi, nhất định có thể thắng, chỉ là... Triệu Phi Vũ nhíu mày. Chỉ là cái gì? Biết vị nhị công chúa này có quan hệ không tệ với Trương Sư, mấy người này không khỏi nhìn qua. Kiếm thuật của Trương S không cần nghi ngờ đã sớm đạt đến kiếm tâm chi cảnh. Triệu Phi Vũ gật đầu. Lúc trước trên tế thiên đài của hiên viên vương quốc, Trương Sư đã thi triển ra kiếm khí cảnh giới hạ kiếm tâm. Khi đó nàng và đám người Kim Tòng Hải cũng đứng ở trên lưng man thú, đã nhìn rất rõ ràng hiện tại nương theo thực lực gia tăng, nhất định lĩnh ngộ đối với cảnh giới sẽ càng thêm cường đại, nếu như nói người thi triển ra kiếm tâm cảnh ở bên trong là ai thì nàng có thể xác định, tất nhiên chắc chắn là trương sư. Coi như không phải, như vậy lĩnh ngộ về kiếm cũng tuyệt đối không kém hơn cảnh giới này. Chỉ là, hắn không có binh khí thích hợp. Triệu Phi Vũ nói tiếp, trương sư liên tiếp quật khởi quá nhanh, linh thạch trên người có không ít, thế nhưng vũ khí hầu như lại không có mấy cái ra hồn, lúc trước ở trong trận Pháp Sư Công hội Hồng Hải Thành, hắn điêu khắc trận bàn, kiếm hắn dùng còn là mượn tạm. So kiếm cùng với người khác, tuy lý giải về kiếm rất quan trọng. Thế nhưng vũ khí cũng chiếm cứ một bộ phận tác dụng rất lớn, nếu như không có trường kiếm đủ cấp bậc để chống lại. Như vậy coi như lĩnh ngộ mạnh hơn, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào hạ phong. Như vậy, làm sao bây giờ? Đám người khang đường chủ sướng sờ. Vốn bọn hắn cho rằng có lão sư lợi hại như dương sư, như vậy nhất định phương diện vật tư sẽ không thiếu không nghĩ tới ngay cả một thanh trường kiếm linh cấp trung phẩm mà cũng không có nếu thực sự như vậy còn so thế nào nữa đây sớm biết như thế thì tùy tiện hỗ trợ mượn một thanh chỉ là lúc này tỉ thí đã bắt đầu coi như mượn cũng đã chậm chờ kết quả đi ai cũng không có cách nào triệu phi vũ lắc đầu trong khi mấy người đang lo lắng thì đã nghe trong sương mù có một đạo thanh âm lanh lảnh vang lên kính xin hồng sư rút trận pháp lại. Chiến đấu đã kết thúc. Mọi người lần nữa ngây người. Không muốn bị người ta nhìn quá trình chiến đấu, bây giờ lại muốn thu trận pháp lại. Chẳng phải tương đương với việc hai người đã chiến đấu có kết quả rồi hay sao? Lúc này mới qua vài phút ra, hai phút đồng hồ cũng không đến. Chẳng lẽ đã có người thắng, có người thua rồi sao? Tốc độ cũng quá nhanh đi. Siêu, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Đám sương mù trước mắt chậm rãi tản ra, ngay sau đó lộ ra hai bóng người. Trương Sư và Liêu Vũ Trí đều đứng ở vị trí vừa rồi. Giống như chưa hề động đậy, trên người cũng không có bất luận thương thế và vết kiếm gì. Vốn bọn họ cho rằng giao đấu kiếm thuật sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng chỉ từ tình cảnh mà nhìn vào lại giống như còn chưa bắt đầu vậy. Cái này, rốt cuộc là người nào thắng? Ta cũng không biết, chỉ là, kiếm của Trương Sư đâu? Đúng a. À? Không phải so kiếm hay sao? Làm sao trương sư lại không có cầm kiếm? Không phải là trương sư quang kiếm nhận thua đo chứ? Mặc dù hai bên tỉ thí đều không có vết thương, không có dấu hiệu nào cho thấy thua. Thế nhưng liều vũ trí cầm trong tay trường kiếm, hàn khí bức người. Mà trương sư, tay không tấp sắt, cũng không biết đã thu kiếm vào giới chỉ chữ vật, hay là căn bản còn chưa có lấy ra. Chỉ là, nhìn bộ dạng của hai người, căn bản nhìn không ra được thắng thua. Ta thua. Ngay khi mọi người đang suy đoán thì đã nghe thanh âm của Lưu Vũ Trí vang lên, ngay sau đó vị thiên tài này lắc đầu, thu trường kiếm trong tay lại, bỏ vào giới chỉ chữ vật. Lưu sư thua. Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Một mảnh thanh âm xôn xao vang vọng. Suốt cuộc Trương sư đã làm cái gì? Không đến 2 phút đồng hồ đã khiến cho Lưu Vũ Trí kiếm thuật Thông Huyền Cam Tâm tình nguyện nhận thua. Kiếm thuật của Trương sư Thông Huyền, ta mặc cảm không bằng không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người dưới đài, Liêu Vũ Trí lắc đầu, lại nhìn về phía thanh niên trước mắt, ôm quyền nói. Ta đã tới hạ kiếm tâm sơ kỳ, bản thân cảm thấy nếu muốn tiến bộ sẽ khó khăn 10 phần. Không biết trương sư có thể chỉ điểm cho ta một hai, nói cho ta biết phương hướng tu luyện hay không. Trương 1052, chuyển kiếm 2 Toàn bộ hàn khí tông, ngoại trừ hắn đã đạt tới kiếm tâm cảnh cũng không còn người nào khác cho nên coi như muốn tấn cấp thì cũng đã mất đi phương hướng. Người thanh niên này, mặc dù tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn, thế nhưng lý giải về kiếm đã vượt qua hắn rất nhiều lắm. Nếu như có thể thừa cơ thỉnh giáo, nhất định sẽ có trợ giúp cực lớn đối với tu luyện ngày sau. Chỉ điểm, không nghĩ tới liều vũ trí này lại nhận thua một cách thản nhiên như vậy, còn trực tiếp thỉnh giáo. Vẻ mặt trương huyền lạnh nhạt nhẹ gật đầu, bàn tay duỗi ra. Kiếm tới. Vâng, ánh mắt sáng lên, liều vũ trí vội vàng lấy ra trường kiếm, đưa tới trước mặt. Ngón tay trương huyền búng một cái, trường kiếm thoát xác kiếm khí âm trầm sao động bắn ra, giống như là ánh sáng, trói lóa mắt. Trương sư làm vậy là, muốn chỉ điểm liêu vũ trí. Nhìn bộ dáng hẳn là vậy, chỉ là, nếu như vì điểm, vì cái gì mà lại không lấy kiếm của mình. Kiếm của người khác đều đã nhận chủ, một khi linh tính phản kháng thì ngược lại sẽ không thi triển ra được kiếm ý và hiệu quả như mong muốn a à. đúng vậy a à, thật là kỳ quái nhìn thấy trương huyền muốn mượn kiếm tất cả mọi người đều nhíu mày trường kiếm đạt ốc tiêu linh cấp đã có linh tính thuộc về mình một khi nhận chủ chỉ cần chủ nhân không chết thì người ngoài rất khó có thể khống chế trương sư đã muốn truyền kiếm vì sao lại không dùng binh khí của mình mà mượn người khác cơ chứ ngay khi bọn hắn còn đang nghi hoặc muốn nhìn vị trương sư này sẽ làm thế nào thì đã nghe trường kiếm trong tay của hắn vang lên một tiếng chói tai. Linh tính sao động, chủ động nhận chủ. Sờ trường kiếm của Liêu Sư một cái đã khiến HCO nó nhận chủ. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Muốn cho vũ khí linh cấp nhận chủ, rất là phiền phức. Có một ít người mỗi ngày lau, nhiều năm cũng chưa từng thành công, trương sư thì lại quá dễ. Lúc này Liêu Sư còn đứng tại chỗ, bàn tay vừa đụng nó một cái thì trường kiếm của đối phương đã sao động không dứt. Giống như thanh ưng thú trước đó vậy, dự định nhận chủ. Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng được nổi a. À. Liêu vũ trí cũng không nghĩ tới, bản thân sợ hãi đến mức trợn to mắt. Lúc trước hắn vì làm cho linh tính của chuôi kiếm này nhận chủ mà đã tốn trọn vẹn nửa năm. Thậm chí còn dụng tâm dùng máu để tẩm bổ dòng dã một tháng. Từ đó mới khiến cho nó hoàn toàn thần phục, kiếm ý tăng lên nhiều đối phương vừa cầm một lần thì đã quỳ xuống cầu người ta nhận chủ tranh lệch này thật sự quá là lớn a à. nhìn kỹ ta chỉ thi triển một lần ngay lúc hắn đang khiếp sợ thì đã nghe thanh âm nhàn nhạt của trương sư vang lên hắn vội vàng ổn định tâm thần hai mắt tập trung nhìn qua dưới đài cũng lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều không dám chớp mắt sợ bỏ sót động tác nào đó có thể đánh bại liêu sư lĩnh ngộ kiếm tâm bọn họ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc lĩnh ngộ về kiếm của vị trương sư này đối cao tới cảnh giới nào. Siêu, dưới ánh mắt của mọi người tập trung, trường kiếm trong tay trương huyền đã động. Trường kiếm trước đó hàn khí bức người, ở trong tay hắn dường như trở nên không có ánh sáng, cũng đã mất uy lực. Nhìn qua giống như một cọng rơm dạ, không nặng chút nào, lại giống như là cánh tay kéo dài ra, không nhìn ra một chút không hài hòa mảy may nào cả. Xoạt, trường kiếm bổ về phía liêu vũ trí, đi tới trước mặt rồi lập tức thu hồi, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên thậm chí có không ít người còn không có nhìn thấy rõ. Lên keng, Trương Huyền cắm trường kiếm vào trở về vỏ kiếm, nhấc chân đi xuống dưới đài. Kiếm pháp thật nhanh, đây là lĩnh ngộ về kiếm của Trương Sư sao? Mọi người nhìn nhau, cũng không rõ ràng cho lắm. Ngay cả Liêu Vũ Trí cũng không hiểu ra sao. Vừa rồi Trương Sư đánh xuống một kiếm, mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng nhờ vào thực lực của hắn, hắn vẫn có thể rất nhẹ nhàng làm được chuyện này. Thậm chí, còn có thể còn nhanh hơn nữa, nếu chỉ là như vậy thì cũng không đáng để bản thân học tập a hát. Siêu, ngay lúc hắn đang nghi hoặc, quay người thì đột nhiên gió thổi tới, không ngờ lại có một sợi tóc từ trên trán trôi xuống. Vừa rồi, hắn đã chặt đứt một sợi tóc của ta. Nhìn thấy sợi tóc dài đang chậm rãi rơi xuống này, con người liều vũ trí co rụt lại đầu hắn như lọt vào trong sương mù một kiếm chém lên chỉ chặt đứt một sợi tóc không thương tổn tới những chỗ khác khống chế đối với lực lượng quả thực nghe mà giận cả người chẳng lẽ không hổ là trương sư quả nhiên rất đáng sợ một kiếm cắt tóc mà liêu sư không tự biết được đây là kiếm thuật gì vậy khống chế với kiếm đã đến cảnh giới gì mới có thể làm được như vậy chứ không biết chỉ là chỉ sợ đã đạt đến hạ kiếm tâm đỉnh phong nhất thậm chí là cảnh giới trung kiếm tâm A. Trung kiếm tâm sao? Tất cả mọi người dưới đài yên lặng. Một kiếm chém ra, đứt một sợi tóc, phần lực khống chế này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn sẽ không thể tin được. Đa tạ trương sư chỉ điểm. Liêu vũ trí ôm quyền, thái độ rất cung kính. Người nhìn hiểu không? Trương huyền dừng bước. Nhìn hiểu, trương sư một kiếm cắt tóc, lực khống chế kinh người, ý là muốn bảo ta tu luyện lực khống chế nhiều hơn, Liêu Vũ Trí vội vàng nói ra lĩnh ngộ của mình. Lời còn chưa dứt thì chỉ thấy trương sư đã lắc đầu, bóng lưng dưới ánh trăng có vẻ vô cùng thất lạc. Xem ra, người nhìn không hiểu. Nói xong hắn nhẹ nhàng vùng ống tay áo lên. Siêu! Một cơn gió thổi tới, sợi tóc vừa rồi rơi xuống đã nhẹ nhàng bị gió cuốn lên, trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy cắt thành mấy chục đoạn nhỏ, bay lượn bốn phía. Cái này, không phải chỉ là một kiếm. Con người co rụt lại, vẻ mặt Lưu Vũ Trí trắng bệch. Chương 1053, tỷ thí dạy học chồng người một. Gió mà ống tay áo tạo ra, bình tĩnh tự nhiên, không có khả năng thổi đứt sợi tóc. Sở dĩ như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là Vừa rồi Trương sư chặt đứt hắn tóc, căn bản không phải chỉ là một kiếm, mà là mấy chục kiếm. Chỉ là những kiếm chiêu này chưa trực tiếp chặt đứt tóc, thoạt nhìn vẫn là một sợi. Thế nhưng một khi gió nhẹ thôi một cái, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà bị cắt thành mấy chục đoạn. cúi đầu nhìn về phía những đoạn tóc bay phất phới, mỗi một đoạn dài ngắn hoàn toàn giống nhau, chỗ đứt gãy bóng loáng mượt mà, không có một chút cầu thả nào. một kiếm chặt đứt tóc, rất nhiều cường giả kiếm thuật cũng có thể làm được. thế nhưng có thể liên tục chém ra mấy chục kiếm, không ngừng, mỗi một chiêu đều vừa vặn. đây là lực khống chế như thế nào chứ? toàn thân run rẩy, liêu vũ trí đã không nói ra lời được nữa. Vốn hắn cho rằng đối phương dùng một kiếm cắt tóc hắn đã nhìn rõ, nhưng bây giờ mới biết. Căn bản hắn không hiểu. Chuyện này đã không riêng gì vấn đề lực khống chế nữa, mà là kiếm đã giống như ngón tay của đối phương, đã có cảm xúc, biết tóc to bao nhiêu, phải chém tới loại trình độ nào thì gió mới có thể thổi gãy. Vẻ mặt giật mình, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương sư đã đi xuống đài tỉ thí, về tới vị trí của mình. Ta sẽ cố gắng cố gắng không phụ lòng ân ngươi truyền kiếm. Nhớ lại động tác vùng kiếm và thần thái vừa rồi của Trương Huyền, nhớ lại một lần ở trong đầu, hắn đã biết mình được lợi rất nhiều. Lúc này hai tay siết chặt, Liêu Vũ Trí cũng đi xuống. Vừa mới trở lại hàn khí tông thì đã bị tất cả trưởng lão trong môn phái vây quanh. Vừa rồi rốt cuộc tại sao lại nhận thua, ta không nhìn thấy hắn cầm kiếm A hát, rốt cuộc hắn đã dùng cái gì để đánh bại ngươi vậy. Mọi người rất là nghi hoặc ngay cả trương sư kiếm cũng còn chưa có lấy ra vì sao liêu vũ trí đã chủ động nhận thua rồi dùng cái gì để đánh bại ta sao nhớ tới cảnh tượng vừa rồi liêu vũ trí cười khổ một tiếng con người không kìm lòng được co lại thân thể khẽ run một ngón tay một ngón tay tất cả mọi người đều ngây người từ tám chọn ra bốn tác dụng của vận khí đã không còn lớn tống siêu nhược hoan công tử đều dừng bước ở đây người có thể tấn cấp ngoại trừ Trương Huyền có tu vi hơi yếu chút ra, ba người khác đều đạt đến tứ tinh đỉnh phong, hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Hầu như đều là người có tiếng ủng hộ tranh đoạt quán quân lớn nhất trước đó. Nhất là La Tuyền đối chiến với Nhược Hoan công tử, toàn bộ quá trình đều là nghiền ép, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Chỉ là, mặc dù chưa tiến vào trước bốn, thế nhưng Nhược Hoan công tử cũng đã hài lòng. Nếu như không phải có trương sư thì có khả năng hắn đã bị loại từ vòng tuyển chọn, làm sao có thể đi vào trước tám. Còn có cơ hội đi vào Hồng viễn danh sư học viện học tập cơ chứ. Trận tiếp theo, Lưu Vân Tông la tuyển đối chiến với vọng giang tông tất giang hải, lạc sa tông hoàng tranh đối chiến với vạn quốc liên minh trương huyền. Hồng Sư nói ra số trận chiến đấu kế tiếp. Lạc sa tông hoàng tranh, ra hỏa xếp hạng thứ tư trên tiềm lực bảng. Trương Huyền nhìn về phía một thanh niên đang ở trên đài. Tên này cũng đứng ở trong tiềm lực bảng, xếp hạng thứ tư, bất kể là tu vi hay là thực lực, so với Lưu Vũ Trí cũng không kém hơn một chút nào. Ừm, Trương Sư cẩn thận, khi tranh tài hoàng tranh này ta cũng đã nhìn qua. Mỗi một trận đều không giống nhau, lại đều có thể dùng phương thức nghiền ép để chiến thắng. Thật sự có thực lực, thật không đơn giản. Ta cũng hoài nghi, thứ tự trước đó của hắn không có cao bằng đám người Lưu Vũ Trí, liệu có phải hắn đã lặng lẽ che giấu thực lực hay không? Sắc mặt khang đường chủ ngưng trọng nói trước đó hoàng tranh này tranh tài toàn bộ quá trình hắn đều nhìn vào có mấy lần tỉ thí không có một lần nào tương đương lại đều có thể lấy dáng dấp vô địch để chiến thắng thủ đoạn chân thực chỉ sợ so với tin tức lan truyền ra bên ngoài không kém chút nào thậm chí so với la tuyền cũng sẽ không rơi xuống hạ phong quản hắn là ai chứ một khi gặp được trương sư người nhức đầu sẽ là hắn triệu phi vú cười nói chuyện này cũng đúng Khang đường chủ xấu hổ cười một tiếng. Nếu nói trước đó hắn còn lo lắng tu vi của trương sư thiếu hụt, có khả năng khó mà đi đến cuối cùng. Thế nhưng trải qua tỉ thí với Ngô Thiên Hào và Lưu Vũ Trí, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ loại ý nghĩ này. Trương Huyền trước mắt này giống như chiến thần vô địch vậy, ai gặp được hắn thì kẻ đó sẽ xui xẻo, bị đả kích lòng tự tin. Mặc dù Hoàng Tranh này mấy quan trước thoạt nhìn rất lợi hại, thế nhưng cũng là bởi vì gặp người khác. Một khi gặp Trương Sư, chỉ sợ kết quả sẽ không thể tốt hơn so với những người khác là bao. Thấy mọi người tự tin về hắn như vậy, Trương Huyền cười khổ một tiếng, nhấc chân đi đến lôi đài. Lúc này Hoàng Tranh này đã đi tới phía đối diện, thấy hắn đi lên, hắn lập tức ôm quyền nói. Trương Sư, Hoàng Sư, Trương Huyền cũng cung kính đáp lễ. Ta muốn cùng Trương Sư tỉ thí dạy học chồng người. Hoàng Tranh thản nhiên nói. Dạy học chồng người. Ừm, quy tắc rất đơn giản, tùy ý chọn 100 người từ trên quảng trường, đồng thời giảng bài, không cho phép sử dụng sư ngôn thiên bẩm, giảng bài kết thúc, ai bằng lòng lại người khác làm sư nhiều hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Hoàng Tranh nói ra quy tắc. Trong một trận tỉ thí, quy tắc cũng có nhiều loại đa dạng, đương nhiên, nếu như người cảm thấy không công bằng thì cũng có thể cự tuyệt. Được. Trương Huyền gật đầu. Tỉ thí dạy học chồng người, còn không cho phép sử dụng sư ngôn thiên bẩm. Chuyện này có chút quá mức đi, Đúng vậy a, à, sư ngôn thiên bẩm là tiêu chí của danh sư, là thủ đoạn khiến cho người ta tin phục của danh sư, không cho sử dụng, so làm sao đây? Hoàng sư tính toán thật hay, căn cứ vào trước đó biểu hiện của trương sư, so cái gì cũng rất khó chiến thắng, dạy học chồng người thì không giống. Có đôi khi dù lão sư khá hơn nữa, một khi học sinh không thích thì cũng rất khó học được tri thức, bởi vậy. So cái này, có tính ngẫu nhiên rất lớn, lại thêm không cho phép sử dụng sư ngôn thiên bẩm, kết quả, rốt cuộc là ai chiến thắng, rất khó nói. Cũng đúng a à há nghe thấy nội dung tỉ thí trên đài, dưới đài bắt đầu nghị luận ẩm ý. Dạy học chồng người cũng không phải lão sư có danh khí lớn là có thể khiến cho người ta tin phục đi học theo. Còn có rất nhiều những nhân tố khác làm ảnh hưởng tới, giống như dù ngươi hoàn mỹ đến đâu, lại ưu tú tới đâu thì cũng không thể khiến cho người người ưa thích ngươi vậy. Đây là chuyện tình cảm của nhân loại, không thể dùng theo chuẩn để cân nhắc chương 1054, tỉ thí dạy học chồng người, 2. Tỉ thí cái khác, trương sư đều có thể nghiền ép, mà cái này thì lại khó nói được, thắng bại, ai cũng không nói chắc chắn được. Không hổ là thiên tài thi đấu nổi danh, một lần đã tìm được đúng chỗ mấu chốt, đưa ra hạng mục tỉ thí thích hợp nhất cho hắn. Nếu không, so bất hạng mục nào, chỉ sợ hắn đều không phải là đối thủ của vị trương sư này. Đã xác định quy tắc tỉ thí, hai bên đều không có dị nghị, cho nên mọi chuyện kế tiếp cũng rất nhanh. Không lâu sau, trên lôi đài đã có 100 người an vị ngồi đó. Có một chút là hộ vệ của Vạn Quốc Liên Minh, cũng có một chút là người bình thường đến đây quan sát thi đấu danh sư. Người có thể được chọn, lắng nghe hai vị danh sư giảng bài, tất cả mọi người đều hưng phấn tới mức hai con mắt sáng lên. Loại cơ hội tốt này cũng không phải ai cũng có thể may mắn có được. Tu vi những người này đều không tương đồng. Ta thấy chúng ta giảng giải một ít kiến thức tu luyện căn bản đi, nếu không, ta sợ người tu vi thấp sẽ nghe không hiểu, cao quá cũng không thích hợp." Hoàng Tranh nói. "Chọn ra 100 người, tu vi cao thấp không đều, từ võ giả nhất trọng đến hóa phàm tam trọng, tất cả đều có. Nếu như giảng giải công pháp hóa phàm cảnh, võ giả không hiểu, nếu giảng giải công pháp cấp thấp, người tu vi cao lại cảm thấy không thú vị. Chỉ có thể giảng giải một ít kiến thức tu luyện cơ sở bình thường." làm cho tất cả mọi người đều có thể cộng minh với nhau tốt trương huyền gật đầu chỉ là quy tắc mà thôi đối phương muốn so thế nào thì hắn sẽ so thế đó giảng giải cái khác hắn còn có khả năng không được thế nhưng cơ sở đoán chừng cho dù là khổng sư đến cũng chưa hẳn đa nói tốt hơn so với hắn cơ sở mà thiên đạo thư viện chỉnh lý ra không có sai lầm đây là chuyện mà bất luận danh sư gì cũng khó có khả năng làm được được người ta cùng nhau dùng chuyện âm giảng bài bọn họ bằng lòng nghe ai thì nghe người đó không liên quan tới nhau thời gian là một nén nhang sau một nén nhang trong một trăm người ai bằng lòng lại người kia nhiều hơn thì người đó sẽ liền chiến thắng hoàng tranh nói xong nội dung thi tài sau đó lại vẫy bàn tay lớn một cái bắt đầu đi ừm người tới trước đi trương huyền cũng không vội vã chỉ mỉm cười vậy ta é không khách khí hai mắt hoàng tranh sáng lên lập tức mở miệng nói dùng truyền âm, ngoại trừ người trên lôi đài có thể nghe được ra, ở phía ngoài chỉ có thể nhìn thấy miệng mấp máy, cũng không biết nội dung mà hắn đang nói tới. Nghe một hồi, cảm thấy đối phương giảng giải cũng không tệ, Trương Huyền gật đầu nhẹ nhẹ, lúc này hắn mới tiến về phía trước một bước, cũng bắt đầu giảng giải. tỷ thí đã bắt đầu. Hai người đồng thời giảng bài, sao có thể biết được đối phương nghe ai, không nghe ai cơ chứ? Rất đơn giản, nội dung của ai hấp dẫn người hơn, lại có thể có ích với ngươi về mặt tu luyện, như vậy ngươi sẽ nghe người đó. Cũng đúng, cùng một người tu luyện mặc dù không làm được chuyện tâm phân nhị dụng. Thế nhưng việc che một người nói chuyện vẫn còn có thể làm được. Nhìn thấy tỉ thí đã bắt đầu, dưới đài lập tức thảo luận. Các ngươi nói xem, trong bọn họ ai có thể chiến thắng? Cái này khó mà nói, chỉ có điều ta vẫn cảm thấy Trương sư có thể thắng. Nếu như có thể sử dụng sư ngôn thiên bẩm nhất định trương sư không có vấn đề. Nhưng nếu hai bên đều không sử dụng, vậy thì phải xem ai nắm giữ cơ sở tu luyện kiên cố hơn. Hoàng tranh xuất thân từ tông môn, các loại bí tịch đông đảo, chỉ sợ cơ sở còn kiên cố hơn trương sư A. Có tỉ thí là sẽ có người quan tâm tới thắng bại, không nghe được cụ thể hai người đang nói tới cái gì. Tất cả mọi người đều vò đầu bứt tai, mỗi một người đều muốn nhìn ra thứ gì đó từ biến hóa bử trên đài. Nhưng rất đáng tiếc, cái gì cũng không nhìn ra được. mọi người ngồi nghe giảng bài giống như là bị thôi miên từng người nghe giảng bài như si như say, cũng không biết là nghe nội dung của trương sư mới biến thành như vậy, hay là nghe hoàng sư giảng bài nên mới như thế. tỷ thí giữa la tuyền và tất giang hải đã kết thúc. ngay trong lúc mọi người đang tràn ngập nghi hoặc, muốn biết hai người đang nói gì thì trong đám người không biết là ai hô lên một câu. cả đám vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy tỷ thí trên lôi đài thứ nhất đã kết thúc. Tất Giang Hải nhướng mày, khí tức như rồng, cả người mang theo khí tức không thể xâm phạm. Mà La Tuyền có tiếng ủng hộ lớn nhất với vị trí quán quân lại yên tĩnh đứng ở phía đối diện, không ngừng lắc đầu, dường như có chút thất lạc. Chuyện gì xảy ra? Người nào thắng vậy? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Tất Giang Hải, danh khí cũng không lớn, thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu trong tiềm lực bảng cũng không thể lên được. Vốn mọi người đều cho rằng so với đệ nhất tiềm lực bảng như La Tuyền nhất định sẽ thất bại tại chỗ dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới lại có chuyện như vậy la sư đã thua một danh sư vừa rồi quan sát bọn họ tỉ thí không nhịn được nói một câu dường như khi nói ra lời này ngay cả hắn cũng có chút không tin la sư được coi là tiềm lực đệ nhất có khả năng đoạt giải quán quân nhất làm sao lại thua được chứ không ít người đều không thể tin được vừa rồi bọn họ tỉ thí tu vi thực lực của hai người tương đương thậm chí La Sư càng hơn một bậc, dựa theo đạo lý mà nói, nhất định hắn có thể chiến thắng, ai ngờ. Tất Giang Hải Tất Sư cũng không biết là vận khí tốt, hay là tích lũy đã đến. Không ngờ trong quá trình tỉ thí lại nhất cử đột phá, đạt đến hợp linh cảnh. Vị danh sư này cười khổ nói. Nhất cử đột phá, hợp linh cảnh. Tất cả mọi người đều đồng thời ngẩn ngơ. chương 1055, chờ, ta đột phá trước rồi nói. Một, hợp linh cảnh, là cửa ải khó thứ nhất của Hóa Phàm Cửu Trọng. Rất nhiều người đều bị vây ở trong thanh cảnh đỉnh phong, không có cách nào tiến thêm một bước. Cửa này coi trọng linh hồn phù hợp với thân thể, hồn lực càng thêm bền bỉ, dốc lòng tu luyện cũng rất khó đột phá. Khi chiến đấu với người khác, xung kích thành công, vị tất sư này có vận khí quá tốt đi a. À. Đây chính là chuyện mà rất nhiều người tu luyện tha thiết ước mơ đều muốn trải qua. Đúng vậy a, à, khi tỷ thí đột phá mặc dù La Sư thua, thế nhưng cũng không oan. Lâm trận đột phá, không riêng gì vận khí tốt, còn có tích lũy và can đảm nữa. Xem ra vị tất sư này mới là hắc mã lớn nhất trong lần thi đấu này. Trước đó không có danh khí gì, vào thời khắc mấu chốt một tiếng hót lên làm kinh người, quá lợi hại. Sau khi nghe rõ đã có chuyện gì xảy ra, mọi người đều bội phục không thôi. Giao đấu vốn đã cử tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm, đột phá vào thời điểm này cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể làm được cơ chứ. Không nói vị tất sư này trước kia rốt cục mạnh đến mức nào, chỉ nói phần tâm trí này cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Là tuyển thua, cũng không oan. Kết quả trận tỷ thí này đã ra, nhìn xem trương sư và hoàng sư ai có thể chiến thắng. Bốn người lấy hai, một trận đã kết thúc, mọi người lần nữa rời ánh mắt tập trung lên bên trên một lôi đài khác. Bọn họ muốn nhìn một chút, Nhìn xem lần thi đấu danh sư này rốt cuộc là hai vị siêu cấp thiên tài nào chân chính chỗ hết tài năng, tranh đoạt ngôi vị quán quân và á quân. Mau nhìn, giảng bài đã ngừng. Ừm, cũng đã đến giờ, cũng nên kết thúc a. À. Bên tổng tiếng nghị luận, hai người giảng bài trên lôi đài ngừng lại, hơn 100 người ngồi xếp bằng, mỗi một người đều từ từ mở mắt, hai mắt bắn ra kim quang lóng lánh. Xem ra, tuy chỉ nghe giảng bài trong thời gian một nén nhang, thế nhưng tất cả đều được lợi cực lớn đã giải quyết được không ít nan đề trên việc tu luyện. Trong bọn họ ai có thể chiến thắng? Tạm thời còn không nhìn ra được, đành phải nhìn 100 người này bái sư như thế nào a. À? Ừm, thấy tỷ thí đã kết thúc, biết kết quả sẽ lập tức xuất hiện, vẻ mặt tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua. Bọn họ muốn nhìn một chút, tranh đoạt giữa Trương sư và vị hoàng sư này, rốt cuộc ai có thể chiến thắng. Giảng bài đã kết thúc, Trương Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra mặc dù rất có tự tin đối với chương trình học của mình thế nhưng việc những người này lựa chọn như thế nào hắn vẫn không dám xác định trăm phần trăm dù sao không thể thi triển ra sư ngôn thiên bẩm nội dung giảng giải của hắn sẽ hạ thấp độ tin cậy đi không ít thậm chí quá mức thâm ảo khiến cho không ít người khó có thể lý giải được sắp thấy kết quả rồi a à. hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa lại ngẩng đầu nhìn về phía mọi người đang ở trước mắt chư vị đang muốn mở miệng hỏi có bao nhiêu người bái sư với hắn thì chỉ thấy bóng người trước mắt hoa một cái đã có một đạo thân ảnh quỳ gối xuống trước mặt hắn kính xin trương sư thu ta làm đồ đệ ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập không phụ lòng lão sư dạy bảo hoàng sư ngươi làm cái gì vậy thấy rõ bóng người quỳ gối ở trước mặt trương huyền giật nảy mình nói người này không phải là ai khác mà chính là hoàng tranh tỷ thí với hắn vừa rồi mặc dù hai người truyền âm giảng bài thế nhưng cũng có thể nghe được nội dung giảng giải của đối phương. Trương Huyền nói ra nội dung rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhắm thẳng vào bản chất tu luyện, khiến cho hắn khó mà tự chế, không khống chế nổi mà muốn bái sư. Cái gì? Giảng xong, những người khác còn không có phân biệt ra được thì Hoàng Sư đã đến bái sư trước. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Kiến thức căn bản, nói tới mức danh sư tứ tinh đỉnh phong quỳ lại rốt cuộc hắn đã nói nội dung gì chứ? Đúng vậy a, à, quan trọng nhất còn không có sử dụng sư ngôn thiên bẩm. Mọi người dưới đài như phát điên. Dựa theo biểu hiện trước kia của trương sư, thi triển sư ngôn thiên bẩm, mê hoặc cho hoàng sư quỳ xuống cũng là chuyện có khả năng, nhưng lần này không cho phép thi triển sư ngôn thiên bẩm, lại giảng giải tri thức cơ sở nhất. Loại tình huống này, hoàng sư quỳ gối một cái. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giao đấu hừng hực khí thế còn chưa có kết thúc mà đối phương đã nhất định phải quỳ xuống muốn bái sư, chuyện này là sao? Coi như mọi người ở dưới đài có trái tim rất lớn, thế nhưng vẫn cảm thấy sắp bùng nổ như cũ. Có cần khoa trương như vậy hay không? Trương sư, chúng ta cũng muốn bái nhập vào môn hạ của người. Khiếp sợ còn chưa có kết thúc, chỉ thấy 100 người tu luyện trên đài cũng đồng loạt quỳ dạp xuống đất, ánh mắt nhìn về phía trương huyền tràn ngập vẻ thành kính và tôn kính một trăm người toàn bộ đều bái sư. chung quanh lặng ngắt như tờ. Hai danh sư cấp bậc tương đồng đồng thời giảng bài, bình thường đều là tình huống 50-50. Dù sao mỗi người đều có tình cảm, có đủ loại thành kiến cứng nhắc, kết quả. Một trăm người tu luyện đồng loạt lại trương huyền xin bái làm sư phụ. Rốt cuộc hắn đã nói cái gì? Không chỉ bắt được một vị danh sư tứ tinh đỉnh phong, ngay cả nhiều người tu luyện như vậy cũng bắt được. Như vậy coi như, danh sư ngũ tinh cũng không làm được a à. được rồi đứng lên đi thi đấu kết thúc mặc kệ thành tích như thế nào ta cũng sẽ dạy cho chư vị một tiết trương huyền cũng không nghĩ tới lại có nhiều người đồng thời bái sư như vậy hắn không nhịn được có chút nhức đầu vâng nghe thấy trương sư đồng ý giảng bài lúc này mọi người mới khôi phục lại đồng loạt gật đầu trận tỷ thí này trương sư chiến thắng thấy mọi người đã được trấn an hồng sư gật gật đầu tuyên bố kết quả đừng kéo ta ta muốn lại trương sư làm sư phụ hắn đang muốn tiếp tục tuyên bố trận chung kết sau cùng thì lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thê lương vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lên thì khóe miệng lập tức co giật lại chỉ thấy hoàng sư mới vừa rồi còn khí khái lẫm liệt lại quỳ gối trước mặt trương huyền chuyên tâm bái sư bản thân đang được đồng môn kéo xuống mà còn không ngừng la lên như là phát điên vậy ôi hai từ này đã xong nhìn thấy tên này như say mê bị điên như vậy Hồng Sư khẽ lắc đầu. chương 1056, chờ, ta đột phá trước rồi nói. hai Làm danh sư tứ tinh đỉnh phong, lý giải về việc tu luyện càng khắc sâu. Sau khi nghe được lời giảng giải của Trương Sư, đương nhiên lý giải so với những người khác còn sâu hơn, rơi vào cũng càng sâu hơn. Nhìn thấy bộ dáng đối phương như thế này. Đoán chừng nếu như Trương Sư không đồng ý thu đồ thì cũng không được. Trương Sư qua ải, nếu nói mỗi một quan không làm hỏng đồ vật, chuyện này không khiến cho người ta tin tưởng được, hiện tại tỉ thí cùng người khác, người giao đấu cùng hắn, ngoại trừ việc bị thương ra thì chính là nổi điên. Chuyện này là sao chứ? Trương sư cũng không phải phá hoại bảo vật, xem ra ai đấu với hắn cũng sẽ bị phá mất lòng tự tin, không còn tự tin của bản thân nữa. Được rồi, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, bắt đầu trận tranh đoạt quán quân, á quân cuối cùng. Trương sư đối chiến Tất Giang Hải, Tất sư không để ý tới Hoàng Tranh đang nổi điên, được những người khác lôi kéo, không ngừng co giật. Hồng sư tuyên bố kết quả. Trương Huyền cũng chậm rãi đi xuống đài tỷ thí. Trương sư vừa rồi Tất sư đã trực tiếp đột phá đến hợp linh cảnh, đánh bại La sư. Thấy hắn đi tới trước mặt, Khang Đường chủ vội vàng nói qua một lần về tình huống lôi đài tỷ thí khác. Trong lúc tỷ thí đột phá tu vi, đồng thời đánh bại La Tuyền, Trương Huyền sướng sờ ngay cả xem như hắn cũng đều cảm thấy kỳ lạ đúng vậy a à, giữa hợp linh cảnh và chọc thanh cảnh đỉnh phong mặc dù chỉ kém một cấp bậc thế nhưng lại có tranh lệch long trời lở đất ta sợ cửa này hắn sẽ khiêu chiến tu vi không cần nghĩ nhất định hắn sẽ làm vậy trong lòng đám người khang đường chủ tô sư tràn ngập lo lắng trương sư đối mặt với liêu vũ trí hóa phạm tứ trọng lấy kiếm pháp để chiến thắng thế nhưng đối mặt với cường giả hợp linh cảnh muốn vượt qua lại rất khó khăn Hợp linh cảnh, linh hồn đã được rèn luyện, dung hợp viên mãn với thân thể. Không chỉ sức chiến đấu tăng lên nhiều, ngay cả tốc độ phản ứng và năng lực cũng cường đại hơn không ít so với cường giả chọc thanh cảnh. Xem như đã chân chính bước vào cảnh giới cao thủ. Đối phương ở phương diện khác, không có nắm chắc có thể vượt qua được Trương sư. Cho nên nhất định chỉ có thể làm văn chương ở trên phương diện này mà thôi. Dù sao, Trương sư cho tới bây giờ cũng chỉ có tu vi hóa phàm tam trọng đỉnh phong coi như thiên phú cao, nhãn lực tốt, có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng không có khả năng vượt qua hai cấp bậc lớn, đánh bại cường giả hợp linh cảnh. Đây là tiền lệ mà danh sư đường, thậm chí trên toàn bộ danh sư đại lục cũng chưa từng có. Đối mặt với Trương sư, nhất định hắn sẽ khiêu chiến tu vi, vậy làm sao bây giờ? Trừ phi, cự tuyệt. Cự tuyệt, hắn muốn quyết tâm tiến hành luận võ, vậy cự tuyệt có tác dụng gì cơ chứ? Tất cả mọi người đều rất là gấp gáp. Trương sư có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu như bây giờ có thể đột phá đến chọc thanh cảnh, có lẽ còn có thể chiến được một trận. Triệu Phi Vũ không nhịn được nói một câu. Trương sư khi còn là Hóa Phàm Tam Trọng đỉnh phong đã đánh bại Lưu Vũ Trí chọc thanh cảnh đỉnh phong. Nếu như bây giờ có thể đạt tới chọc thanh cảnh, có lẽ đối mặt với tất sư vừa mới bước vào hợp linh cảnh cũng có sức đánh một trận. Đột phá chọc thanh cảnh, nào có dễ dàng như vậy, chỉ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Hiện tại thời gian đã qua được một nửa. Ý ngươi là muốn Trương sư trong vòng 5 phút đồng hồ đột phá hay sao? Nghe thấy nàng nói, Khang Đường chủ cười khổ lắc đầu. Tu vi giống như lên thang lầu vậy, chỉ có thể một bước một bậc thang mà thôi, không có khả năng một lần bước qua hết. Trong khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ của Trương sư đã rất nhanh rồi, bảo hắn trong vòng 5 phút đồng hồ lần nữa đột phá. Làm sao có thể? Như vậy không phải là nói đùa hay sao? Cũng phải. Triệu Phi Vũ gật gật đầu, đang muốn tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác thì chỉ thấy thanh niên bên người nàng đang nhìn qua, nói: "Ý các ngươi nói là, chỉ cần ta đột phá trong thanh cảnh, muốn thắng ta cũng sẽ không dễ dàng, đúng không?" "Đúng vậy." Triệu Phi Vũ gật đầu. "Vậy thì tốt, các ngươi chờ một chút, ta đột phá trước đã." Trương Sư gật gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một viên linh thạch trung phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chắp tay ở trước ngực khi tức trên người trong nháy mắt đã giống như xăng bắt lửa ầm ầm dâng lên chờ không phải định trương sư dự hiện tại luôn đột phá đó chứ chuyện này có gì mà không có khả năng cũng không phải hắn chưa từng đột phá vào thời khắc mấu chốt nghe thấy lời nói của trương sư lại nhìn thấy cử động của hắn tất cả mọi người đều ngẩn ngơ có cần khoa trương như vậy hay không nói đột phá lại đột phá người coi đột phá là ăn khoai lang hay sao đơn giản như vậy sao? Chỉ là, sự khiếp sợ của mọi người vẫn còn không có kết thúc thì đã nghe một tiếng nổ vang vang vọng. Lực lượng của trương sư giống như phá vỡ ràng buộc nào đó, liên tục tăng lên. Hóa phàm tứ trọng, chọc thanh cảnh. Khóe miệng đám người khang đường chủ giật giật một cái. Vốn bọn hắn cho rằng vì tiện nói một chút, thế nhưng ngươi lại làm thật sao? Cảm nhận được khí thức ba động bên này, tất giang hải đang ở cách đó không xa lập tức nhìn lại. Vốn hắn cho rằng đột phá đến hợp linh cảnh, đối phó với đối phương sẽ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới tên này cũng đột phá. Trương sư, còn có chuyện gì mà ngươi không làm được hay không? Không được, không thể để cho hắn tiếp tục đột phá, nếu không nhất định ta sẽ thất bại trong trận tỉ thí này. Hắn cắn răng đứng lên, thân thể nhoáng một cái đã đi tới trên tỉ thí đài, lại vung tay áo một cái. Trương sư, ta đã nghỉ ngươi tốt, tất cả mọi người đều đang chờ ta thấy chúng ta cũng không nên kéo dài, lập tức bắt đầu đi. lập tức bắt đầu sao? hắn nhìn thấy trương sư đột phá, cho nên hắn sợ hãi es. nhất định là vậy, trương sư mới vừa đột phá, tu vi còn không có củng cố. nếu như chiến đấu lúc này, có thể nói là qua sông không tốn chút sức nào. lại vừa vặn có thể chiếm được thế thượng phong, một khi củng cố, ai biết sẽ xuất hiện tình huống gì cơ chứ? thấy tất giang hải không đợi nghỉ ngơi kết thúc mà đã đưa ra yêu cầu tỉ thí, tất cả mọi người đều nhíu mày. chương 1057, trận chung kết thượng. 1. Hóa phàm tứ trọng chọc thanh, thanh giả vì hồn, chọc giả vì thân. Vừa mới đột phá, bản thân giống như là một đầm nước đục, nếu như cho hắn nửa canh giờ lắng động, tất nhiên lực lượng sẽ tăng lên nhiều, mà bây giờ. Chỉ sợ không thể nào so được với âm dương cảnh đỉnh phong, không biết đã cường đại đến mức nào chọc thanh không phân, thể, hồn rằng co, lực lượng không tăng thì còn tốt. Nếu làm không cẩn thận còn có thể yếu bớt đi mất. Chuyện này cũng không thể nói tất sư làm không đúng, đổi lại là ta thì nhất định hiện tại ta cũng đưa ra yêu cầu tỉ thí. Đúng vậy a à, vị trí thứ nhất khi thi đấu danh sư luôn luôn được coi trọng. Đã đi tới nước này, người kiêu ngạo đến đâu cũng không từ bỏ được. Cũng có không ít người lắc đầu. Danh sư cũng là người, là người thì sẽ có thất tình lục dục, các loại suy nghĩ. Việc liên quan tới quán quân, một viên linh thạch thượng phẩm, đổi lại là ai cũng không muốn chắp tay nhường cho đối phương. Bởi vậy, cách làm của Tất Giang Hải cũng nói không phải là làm sai, thậm chí, đổi lại là bọn họ, nhất định cũng sẽ làm như thế. Âm dương cảnh, âm dương tương sinh, sau khi đột phá, cả người lại biến thành nước vẩn đục. Nếu như có nửa canh giờ điều chỉnh, thanh giả tăng lên, chọc giả chìm xuống khi đó thực lực tất nhiên sẽ gia tăng gấp bội đáng tiếc thi đấu sắp đến đối thủ làm sao có thể cho hắn cơ hội này cơ chứ không cho cơ hội trực tiếp luận võ như vậy có đột phá thì ngược lại cũng không bằng trước đó đáng giận hắn đang sợ hãi một chút phong độ danh sư cũng không có đám người khang đường chủ tô sư tức giận tới mức giơ chân không sao biết mọi người đang lo lắng cho hắn trương huyền cười cười đứng dậy sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái đã đi tới lôi đài trương sư thiên phú dị bẩm có thể vượt cấp khiêu chiến liên tiếp đánh bại ngô sư liêu sư tất mỗ sinh lòng bội phục muốn khiêu chiến tu vi của ngươi mong rằng trương sư chớ nên từ chối tất giang hải giơ hai tay lên cất cao giọng nói xin mời thấy đúng như mình dự đoán tên này không nói hai lời đã trực tiếp đưa ra yêu cầu khiêu chiến tu vi trương huyền cười nhạt một tiếng ầm ầm thấy đối phương đồng ý, tất giang hải nhướng mày, lại đánh ra một quyền. Biết đối mặt với tên quái thai này, nếu như chậm trễ càng lâu thì lại càng phiền phức, hắn không dám có một chút trần chờ mảy may nào. Lực lượng của hợp linh cảnh dọc theo nắm tay phát tán ra, như là ném hòn đá lên trên mặt nước vậy. Ba động lan về phía trước, còn chưa đến trước mặt đã khiến cho người ta có một loại áp bách linh hồn. Người tu luyện bình thường, đạt tới chọc thanh cảnh đỉnh phong sẽ nắm giữ lực lượng 160 vạn đỉnh, mà hợp linh cảnh sơ kỳ nắm giữ lực lượng 200 vạn đỉnh. Lực lượng khổng lồ như thế hội tụ thành gió, phối hợp với chân khí, giống như một tòa núi lớn vậy. Mặc dù gần đây thực lực trương huyền bạo tăng, thế nhưng hắn lại chưa từng chiến đấu qua với người mạnh mẽ như thế. Hắn lập tức cảm thấy mạch máu khuếch trương, giống như bị thiêu đốt, nhiệt huyết sôi trào. Đến hay lắm, cười to một tiếng, thân thể nhoáng một cái đã tiến lên nghinh đón. Thiên đạo chi quyền, phanh, Nhanh chóng ngạnh kháng, Trương Huyền đã lùi lại 7, 8 bước. Vì đo lường lực lượng trong cơ thể cho nên hắn cũng không sử dụng hồn lực, một chiêu đã bại trận. Hắn lần nữa cười một tiếng, lại xông về phía trước. À, thấy đối phương vừa mới đột phá đã dám mạnh mẽ chống đỡ mình, tất giang hải nhướng mày lên. Mặc dù một chiêu vừa rồi không có làm đối phương bị thương, thế nhưng cũng đã làm cho hắn nhìn ra lực lượng của tên này. Khoảng chừng 120 vạn đỉnh tương đương với chọc thanh cảnh trung kỳ. So với thực lực của hắn bây giờ vẫn còn có một đoạn tranh lệch rất lớn. Trương sư, quả thực thực lực của ngươi không yếu, lý giải về tu vi càng kinh người, chỉ là. Nếu như chỉ có một chút thực lực ấy, chỉ sợ vị trí quán quân sẽ là của ta. Hết dài một tiếng, biến quyền thành bàn tay, năm ngón tay mở ra, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Trên lôi đài lập tức xuất hiện một cái trưởng ấn to lớn, Giống như mãnh hổ vươn móng vuốt sắc bén ra, bổ tới Trương Huyền. Là đại hồi kim cương trưởng của Tất sư. Chiêu này là võ kỹ linh cấp trung phẩm đỉnh phong, một khi thi triển ra, thậm chí có thể vô địch cùng cấp, nguy rồi. Vừa ra tay đã đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất, cũng quá hung ác a. À. Nhìn thấy công kích ở trên đài, lập tức có người nhận ra được, tất cả đều khâm phục lên tiếng. Đại hồi kim cương trưởng là trưởng pháp cương mãnh tới cực điểm là một trong các võ kỹ tất giang hải am hiểu nhất, vừa mới chiến đấu được hai chiêu đã xuất ra. Xem ra hắn không có dự định dùng biện pháp dự phòng, mà muốn dùng lực lượng mạnh nhất để đánh bại Trương Huyền. Ồ, để ta xem chiêu này của ngươi rốt cục mạnh đến mức nào. Trương Huyền cũng không tránh né mà hét dài một tiếng, vừa người ngươi xông lên, lại đấm ra một quyền, tiến lên nghênh đón. Phanh, quyền trưởng tấn công, khuôn mặt đỏ lên, giống như là bóng da bị đá bay. Trương Huyền bay ngược ra mấy chục bước, lúc này mới dừng lại. Không sử dụng hồn lực để mạnh mẽ chống đỡ công kích của cường giả hợp linh cảnh sơ kỳ, quả thực đã có chút miễn cưỡng. Không đúng, đây không giống như là thực lực của Trương Sư. Nhìn về phía đài tỉ thí, Ngô Thiên Hào trong đám người nhíu mày. Hắn đã đối chiến với Trương Sư, vừa bắt đầu đã bị ném bay, làm người bay trên không chung một lần. Mặc dù đối phương có hiểm nghi mượn lực, thế nhưng lực lượng bộc phát khi đó tuyệt không phải chỉ có 120 vạn đỉnh, sao lại? Hiện tại đã đột phá, ngược lại còn hạ thấp nhiều như vậy chứ? Đúng vậy a, à, coi như lực lượng của trương sư không bằng đối phương. Dùng thực lực lúc chiến đấu cùng ta vừa rồi, tất giang hải muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy, vì sao? Hắn nhất định phải vứt dài dùng ngắn, để cứng đối cứng cơ chứ? Cách đó không xa liêu vũ trí cũng rất là khó hiểu hai người bọn họ đều đã giao thủ qua với trương sư, biết người thanh niên này mặc dù tuổi không lớn lắm. Thế nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn, thực lực mạnh cỡ nào. Tại sao khi chiến đấu với bọn họ thời điểm, lòng tinh hổ mãnh thế nhưng khi chiến đấu với tất giang hải này lại không dùng kỹ xảo, ngốc nghếch dùng biện pháp cứng đối cứng cơ chứ. chương 1058, trận chung kết thượng. 2. Phanh phanh phanh. Trong lúc nghi hoặc, hai người đang giao thủ trên đài lần nữa đánh ra mấy chiêu, mỗi một lần trương sư đều dùng hết toàn lực nghinh đón kết quả đương nhiên không cần phải nói bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau chật vật không chịu nổi nhìn trương huyền lúc này thật giống như người thô lỗ không biết võ kỹ chỉ có thể dùng man lực va chạm vậy không đúng các ngươi nhìn trương sư mà xem hình như chỉ dùng một cánh tay chiến đấu đã lâu mà cái tay còn lại cùng không dùng tới trong đám người không biết là ai hô lên một câu nghe thấy tiếng la lúc này mọi người mới chú ý tới vừa rồi chiến đấu trương sư một mực chỉ dùng tay phải tay trái ngay cả nhúc nhích cũng không có lấy một lần giống như bị thương vậy chọc thanh cảnh đối chiến với hợp linh cảnh chỉ dùng một tay cái gì đây không phải bị thương đó chứ không đúng vừa rồi khi chỉ điểm kiếm pháp cho liêu sư còn dùng chẳng lẽ là sợ thắng mà không vẻ vang gì cho nên cố ý nhường tất sư không thể nào a à, trương sư vốn đang ở thế hạ phong vì sao lại muốn nhường cơ chứ? Mọi người cũng nhìn ra vấn đề này, trong lòng cảm thấy rất là kỳ lạ. Cường giả chiến đấu với kẻ yếu mới làm như vậy, rõ ràng Trương sư là kẻ yếu, vì cái gì mà không cần dùng cánh tay còn lại? Là, trong tay trái Trương sư hình như nắm lấy linh thạch. Có danh sư tinh mắt đã nhìn ra. Nắm linh thạch, chẳng lẽ hắn vừa chiến đấu vừa hấp thu linh khí, muốn đột phá? Dường như là vậy một mặt chiến đấu một mặt còn đang tu luyện thật hay giả vậy hình như là thật vừa nhìn như vậy sao ta lại có cảm giác bất kể khí thức hay là thực lực của trương sư đều cao hơn không ít so với vừa rồi a à? phát hiện ra điểm dị thường rất nhiều danh sư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi khó mà tin được trong lòng bàn tay từ đầu không động của trương sư lại nắm nắm linh thạch nói cách khác lúc chiến đấu cùng đối phương đồng thời không ngừng hấp thu linh khí củng cố tấn cấp tu vi chuyện này sao có thể lợi hải lợi hải những người khác không nhìn ra những chuyện này khang đường chủ cũng nhìn ra dường như cũng nhớ tới cái gì đó mà kích động tới mức nhiệt huyết sôi trào chọc thanh cảnh chọc thanh thách rời mới có thể khiến cho tu vi càng ngày càng mạnh dưới tình huống bình thường muốn làm được điểm ấy cần thời gian tích lũy mà trương sư lại biết rõ thời gian không cho phép cho nên vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ không phải là không biết lượng sức mình mà là mượn nhờ lực lượng của đối phương để tách rời chọc thanh tăng cao tu vi cưỡng ép tách rời chọc thanh chuyện này làm sao hắn có thể làm được cơ chứ tô sư lang sư đều bị vây ở chọc thanh cảnh không biết đã bao nhiêu năm từ đầu đến cuối không có cách nào đi đến đỉnh phong sau khi nghe được còn có chuyện này mỗi một người trợn to hai mắt giống như gặp quỷ vậy tất giang hải vừa mới đột phá hợp linh cảnh linh hồn và thân thể còn tạm thời không thể khống chế hoàn chỉnh bởi vậy trong công kích, vừa có linh hồn lại có chân khí, trương sư đang mượn nhờ chỗ thiếu hụt này của đối phương. Lấy chân khí đối đầu chân khí, linh hồn đụng vào linh hồn, khiến cho khí tức vẩn đục trong cơ thể, cưỡng ép bị tách rời. Vẻ mặt khang đường chủ tràn ngập vẻ khiếp sợ và bội phục. Nếu như nói trước đó trương sư là một đầm nước đục, như vậy mượn lực lượng của đối phương, chọc thanh đã tách ra, thậm chí còn khiến cho tu vi không ngừng gia tăng. Mượn công kích của đối phương để tách rời chọc thanh, tăng cao tu vi. Chuyện này, cũng quá khoa trương A. À. Đám người tô sư trợn to mắt. Các danh sư khác nhìn ra điểm này, mỗi một người đều không thể tin được. Thời điểm chiến đấu, mượn chỗ thiếu hụt của đối phương để làm tăng thực lực của mình lên. Nếu như để cho tất giang hải biết chuyện này, hắn đánh vui mừng như thế, mệt tới mức sắp thổ huyết. Rốt cuộc vẫn chỉ làm đá mài đao, không biết hắn có tức giận thổ huyết tại chỗ hay không. Vừa rồi nhìn thấy Tất sư đột phá tại chỗ, ta cảm thấy rất rung động, bái phục vì sự can đảm và khí độ của hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Trương sư thì ta mới biết được, hắn chẳng đáng là gì. Đúng vậy a, à, người so với người, đột phá tại chỗ so với loại vừa luận võ vừa tu luyện này, căn bản không có khả năng so sánh. Mượn lực lượng của đối thủ để ma luyện bản thân, cưỡng ép tăng thực lực lên. Chỉ sợ cũng chỉ có Trương sư mới có can đảm này, đổi lại là người khác chỉ cần đi sai một bước, có khả năng é vạn kiếp bất phục. Làm danh sư, đã có thể nhìn ra dự định của Trương sư, đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ hung hiểm ở trong đó. Chiến đấu với người vượt qua bản thân một cấp bậc lớn, đổi lại là người khác, toàn lực ứng phó cũng khó có thể kiên trì được mấy chiêu. Thế nhưng hắn lại tâm phân nhị dụng, một mặt tu luyện một mặt chiến đấu. Muốn làm chuyện này cần có trái tim lớn và tự tin lớn bao nhiêu chứ? coi như tận mắt nhìn thấy thì bản thân cũng cảm thấy có chút phát điên. May mắn ta một chiêu đã bại, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ càng thêm mất mặt. Ngô Thiên Hào cười khổ. Liêu Vũ Trí cũng gật gật đầu. Trước đó hai người bọn họ cảm thấy thua ở trong tay vị trương sư này có chút không cam tâm. Sau khi nhìn thấy thế mới biết, nhanh như vậy đã chiến bại là một may mắn. Nếu không, người ta cầm ngươi để tu luyện mà ngươi lại giống như kẻ ngu vậy ầm không ngừng phối hợp, mất mặt cũng mất chết a đáng giận, muốn cầm ta làm đá mài đao, đừng có mơ. Mọi người nhìn ra thì tất giang hải trên đài cũng đã phát hiện ra chỗ không đúng, vẻ mặt dữ tợn, miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Vốn hắn cho rằng thừa dịp đối phương không có củng cố tu vi, một khi công kích sẽ khiến cho đối phương luống cuống tay chân, vô cùng thê thảm. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, người ta ngược lại còn lấy hắn để luyện tập. Cảm giác buồn bực cực lớn khiến cho hắn sắp phát điên. Đáng giận, giống một téng, khí thức của hắn lần nữa tăng vọt, giống như đã đột phá ràng buộc của hợp linh cảnh sơ kỳ. Chí tôn phong ma quyền, nguy rồi. Một vị trưởng lão của vọng giang tông lập tức biến sắc. chương 1059, trận chung kết hạ. Một, chí tôn phong ma quyền là chiêu số bí truyền của vọng giang tông, chưa từng truyền ra ngoài. Một khi thi triển ra, trong thời gian ngắn lực lượng sẽ trong nháy mắt bạo tăng lên một cấp bậc nhỏ. Chỉ có điều, sau khi thi triển qua, tu vi vốn có cũng sẽ sụt giảm. Thật vất vả tất Giang Hải mới đột phá hợp linh cảnh, nếu như vì vậy mà chôn vùi, như vậy không chỉ chính hắn, xem như toàn bộ Vọng Giang tông cũng sẽ đối mặt với tổn thất rất lớn. Phải biết, trong phạm vi 28 thế lực, cường giả hợp linh cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, sẽ không vượt quá 100 người. Vọng Giang tông thì càng không đủ năm người, nhiều thêm một vị sẽ mang đến lực uy hiếp cực lớn làm cho địa vị của cả tông môn tăng lên rất nhiều lại nói phía trước chính là siêu cấp thiên tài trương sư nhiều lần đã đánh vỡ ghi chép danh sư một khi xuất hiện biến cố gì vọng giang tông bọn họ sao có thể đối mặt với danh sư đường cơ chứ điên rồi điên rồi tên này tuyệt đối điên rồi sắc mặt một vị trưởng lão trắng bệch thanh âm run rẩy nói không ra lời còn có thể ngăn cản được không một vị trưởng lão trong lòng còn chờ mong thế nhưng câu trả lời của hắn lại là một cái lắc đầu thi đấu danh sư một khi đã bắt đầu thì sẽ không cho phép cắt ngang nếu không tính công bằng ở đâu chỉ có thể nhìn vào bản thân trương sư chỉ mong hắn có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích đúng vậy a à, chỉ có điều chọc thanh cảnh sơ kỳ muốn chiến thắng hợp linh cảnh trung kỳ chỉ sợ không có khả năng gì cả cũng không phải là cùng một cấp độ trừ phi trừ phi cái gì trừ phi Trương Sư dùng thú sủng của hắn, cũng chính là đầu yêu thần thú kia. Yêu thần thú, đúng a, à, làm sao ta lại không nghĩ tới chứ? Trương Sư là thuần thú sư, có tư cách mang theo thú sủng để chiến đấu. Yêu thần thú có thực lực hợp linh cảnh, đã hơn tất sư, muốn thắng dễ như trở bàn tay a. À. Làm như vậy rất đơn giản, nhưng Trương Sư sẽ làm như vậy sao? Cái này, người đưa ra đề nghị lập tức im lặng. Vị Trương Sư này mặc dù thoạt nhìn tùy tiện, thế nhưng chuyện liên quan đến phương diện này, có lẽ một bước cũng không nhường. Hắn đã đồng ý giao đấu, như vậy nhất định sẽ dùng thực lực của mình để vượt qua đối phương, không có khả năng mượn lực lượng của thú sùng. Tiếp tục xem đi, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Mọi người tràn ngập lo lắng tiếp tục xem tiếp. Thi đấu danh sư, coi trọng tính công bằng, tất giang hải cấp bậc cao khiêu chiến với người cấp bậc thấp cũng đã khiến cho người ta khinh thường. Hiện tại lại còn thi triển tuyệt chiêu làm tổn hao bản thân, càng khiến cho người ta không vui. Ngược lại, trương sư rơi vào trong tình thế nguy hiểm như thế mà vẫn kiên trì như cũ, làm cho tất cả mọi người đều bội phục không thôi. Trên đài dưới đài lo lắng, trên lôi đài tỉ thí cũng đã đến tình trạng gai cấn. Tất Giang Hải thi triển trí tôn phong ma quyền, tu vi bạo tăng, lực lượng trên người đã đạt đến 240 vạn đỉnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng khổng lồ, bàn tay giơ lên trên cao, còn chưa tới trước mặt đã mang tới lực uy hiếp khiến cho người ta khó mà chống lại được đến hay lắm trương huyền không có chút e ngại nào ngược lại còn hét dài một tiếng hai mắt bắn ra vẻ hưng phấn lại tiếp tục xông tới phanh, phanh 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 khí tức chấn động chân khí gào thét hai người đánh tới mức hừng hực khí thế không phân cao thấp cái này không ngờ tu vi của trương sư lại không ngừng gia tăng trọc thanh cảnh sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ Lúc này mới qua bao lâu chứ? Đỉnh Phong đã đạt đến chọc thanh cảnh đỉnh phong rồi. 10 cái hô hấp, 20 cái hô hấp, từ chọc thanh cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong, chuyện này sao có thể? Vốn cho rằng khi tất giang hải thi triển chí tôn phong ma quyền thì Trương sư sẽ khó đối phó được đối phương. Thế nhưng mọi người nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Trương Huyền không những không có lập tức bại trận mà ngược lại càng đánh càng hăng. Trong 2, 30 hô hấp công phu ngắn ngủi không ngờ lại từ chọc thanh cảnh sơ kỳ trực tiếp đạt tới đỉnh phong, tu vi tăng lên không chỉ một lần. Cho dù tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng cảm thấy không khác gì nằm mơ. Thật là đáng sợ. Người khác từ chọc thanh cảnh sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong không có mười mấy năm thậm chí mấy chục năm thì không thể nào làm được. Mà vị trương sư này ngay cả một phút đồng hồ cũng không cần, đã có thể hoàn toàn hoàn thành, đồng thời còn khiến cho tu vi củng cố, Tốc độ tấn cấp nhanh chóng đủ để khiến cho rất nhiều người tự xưng là nhân vật thiên tài tuyệt thế trực tiếp xấu hổ mà chết. Lợi dụng hồn thể hợp linh cảnh áp bách, rèn luyện bản thân, khiến cho chọc thanh nhanh chóng tách rời, tu vi tiến nhanh. Phần dũng khí và tự tin này, liền xem cả ta cũng theo không kịp. Vẻ mặt cũng hồng sư trắng bệch, không kìm lòng được tự lẩm bẩm. Dùng nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra dùng thực lực chọc thanh cảnh đối mặt với siêu cấp cường giả hợp linh cảnh mà không sợ hãi chút nào ngược lại còn mượn nhờ lực lượng của đối phương để đánh vỡ ràng buộc trên thân thể đừng nói là hắn xem như đường chủ mạc cao viễn có thể làm được chuyện này hay không cũng còn không biết vốn hắn cho rằng vị trương sư này cũng chỉ vượt qua người ta một bậc ở phương diện danh sư dù sao có một vị lão sư nghi tự bát tinh ngày đêm chỉ điểm không cao hơn được thì cũng khiến cho người ta không tin bây giờ hắn mới biết người ta không chỉ mạnh ở phương diện khác ngay cả tu vi thoạt nhìn yếu nhất cũng đã vượt qua mọi người rất nhiều hoàn toàn không thể so sánh a à. xem ra quán quân lần thi đấu này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nữa cho tới giờ khác này trái tim không ngừng treo cao của hắn mới được coi như hoàn toàn buông lỏng đường chủ mạc cao viễn lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm trong cái túi bên hông mình mục đích của thứ này chính là vì muốn kết giao với vị trương sư này lại đặt nền móng cho việc làm quen dương sư. Hiện tại xem ra, nó đã không khiến cho hắn thất vọng. Không hổ là học sinh của danh sư bát tinh, thực lực và tâm trí chỗ nào cũng hơn người. Oanh! Phía dưới khẩn trương, lo lắng vô cùng thì giờ phút này Trương Huyền trên đài đã đi vào một loại cảnh giới huyền diệu. Trương 1060, trận chung kết hạ. 2. Lợi dụng lực lượng của đối phương để tăng cao tu vi. Đây là do hắn nảy lòng tham nhất thời vốn cho rằng chuyện này rất khó hoàn thành, thế nhưng không nghĩ tới không những thành công mà hiệu quả lại còn hoàn mỹ như vậy. giờ phút này chân khí hùng hậu cuồn cuộn sao động ở trong kinh mạch, giống như tiếng sấm, khí tức trên cả người hắn và thực lực cũng có bay vọt về chất. bình thường nguyễn linh thạch trung phẩm để tu luyện đại khái phải cần một canh giờ mới có thể thành công, mà bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ thực lực đạt đến trong thanh cảnh đỉnh phong mà càng quan trọng hơn là Số lượng chân khí dự trữ cũng càng thêm hùng hậu, khi vận chuyển cũng càng thêm tự nhiên, giống như đắm chìm mấy tháng vậy, đã tiết kiệm thời gian tu luyện rất lớn cho hắn. Trước đó, khi còn là âm dương cảnh đỉnh phong hắn đã nắm giữ lực lượng 100 vạn đỉnh, mà bây giờ càng gia tăng gấp bội, đã đạt đến hơn 200 vạn đỉnh. Thân thể chân khí có lực lượng 200 vạn, hồn lực 160 vạn, cộng lại chừng 360 vạn chỉ sợ ngay cả cường giả hợp linh cảnh đỉnh phong hắn cũng có thể dùng một quyền đấm chết. Hợp linh cảnh bình thường, sơ kỳ 200 vạn, trung kỳ 240 vạn, hậu kỳ 280 vạn, đỉnh phong cũng chỉ có 320 vạn đỉnh cự lực mà thôi. Mạnh mẽ. Hắn ở bên này cảm mộ biến hóa trong cơ thể, hưởng thụ khoái cảm khi thực lực tấn thăng, thế nhưng tất giang hải ở phía đối diện thì sắp phát điên lên. Dựa theo tình huống bình thường, thi triển tuyệt chiêu cuối cùng, tu vi tăng lên nhiều muốn nghiền ép đối phương có lẽ cũng dễ như trở bàn tay ai ngờ càng đánh càng cảm thấy lạnh lẽo cho dù đã dùng sức đánh loạn ngay cả khí lực bú sữa cũng đã dùng đến thế nhưng đối phương lại giống như mơ ngủ thuận tay ứng phó đã khiến cho hắn chật vật không chịu nổi lại cảm thấy không nhịn được nữa nằm xuống cho ta gầm lên một tiếng giận dữ lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào được đánh mà ra chân khí cuồng bạo giống như nước lũ bao phủ khắp nơi trong nháy mắt đã nuốt hết thân thể Trương Huyền. Nguy rồi, con người đám người hồng sư, khang đường chủ co rụt lại. Đây cũng không phải là tỷ võ đơn thuần, chiêu số điên cuồng như vậy đã là chém giết sinh tử. Chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể dẫn đến một bên thân tử đạo vấn, vạn kiếp bất phục. Điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Tất cả trưởng lão của vọng giang tông, khuôn mặt tất cả đều trắng bệch. Chuyện dương sư, mặc dù bọn họ không có tự mình trải qua, thế nhưng cũng đã nghe nói qua một ít bí văn, biết bối cảnh của trương sư này không đơn giản. Nếu không, phá hoại nhiều bảo vật như vậy, làm cho tinh thần của tất cả mọi người sụp đổ. Nhất định đã sớm bị hủy bỏ tư cách tranh tài, làm sao có thể ở lại chỗ này, tiếp tục tham gia trận đấu được chứ? Ngay cả vẻ mặt hồng sư cũng như phát điên, lo lắng xuông như cũng không có cách nào hay sao? Nhân vật như vậy, người dùng hết toàn lực muốn giết người ta, không phải điên rồi thì là cái gì chứ? trong lúc mọi người ở đây tràn ngập lo lắng không biết nên làm sao thì trương huyền đã cảm mộ xong lực lượng trong cơ thể rốt cục hắn cũng đã khôi phục lại khi nhìn thấy lực lượng cuồng bạo trước mắt bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về phía trước một cái oanh bụi mù biến mất tất giang hải đã dùng toàn lực lại giống như là con muỗi bị vỉ ruồi đập bay vậy siêu một chút đã bay ra ngoài giống như ngô thiên hào trước đó biến thành người bay ở trên không trung a à, đã xảy ra chuyện gì Ta cũng không biết, hình như Trương sư tùy tiện vỗ một cái đã khiến cho tất sư bay. Tất cả mọi người như nằm mơ. Thực lực của Trương sư bọn họ đều nhìn vào trong mắt, dựa theo tình huống bình thường, có lẽ sẽ bị đánh thành đầu heo. Kết quả, ngay cả một cái đánh giấm cũng không có, tất sư hợp linh cảnh lại giống như bóng da bị đánh bay. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc nào Trương sư mạnh như vậy sao? Cái này, nhìn thấy tất sư bị đánh bay, Lúc này Trương Huyền mới từ trạng thái tu luyện hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai mắt cũng trợn tròn một chút, gái gái đầu có chút mơ hồ, lại vội vàng giải thích. "Ta thực sự không phải cố ý. Vừa rồi quả thực là hắn thất thần, mới vừa cảm ngộ tu luyện xong mới xuất thủ. Không nghĩ tới tên này trước đó còn lợi hại như vậy mà sau một khắc đã không đỡ nổi một đòn như thế." "Chuyện này là sao vậy? Mấy người trước đó bị thương, bị đánh ngất xỉu thì cũng thôi đi. Hiện tại đã tới trận chung kết." gia hỏa đứng thứ hai cũng một bàn tay đánh cho bay đến không trung rồi biến thành điểm đen không biết hắn nói không phải hắn cố ý nhiều người ở như vậy người ta có thể tin tưởng hắn hay không tất sư nhìn thấy thiên tài tông môn của mình giống như chơi diều càng bay càng xa mấy vị trưởng lão mới vừa rồi còn lo lắng không thôi giờ phút này chẳng những không có gấp gáp mà ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra một hơi hồng sư chư vị là vọng giang tông chúng ta quản giáo không nghiêm suýt nữa đã gây ra họa lớn. Chúng ta đi mang tất giang hải trở về, cố gắng giáo dục lại. Vị trí thứ hai hổ thẹn tiếp nhận. Một vị trưởng lão chủ sự của vọng giang tông đứng dậy, vẻ mặt xấu hổ. Thi đấu danh sư, tất cả mọi người đều tới điểm dừng, thiên tài tông môn mình thì lại tốt, trực tiếp hạ tử thủ, nếu không phải trương sư lâm trận đột phá, chỉ sợ người chết sẽ là hắn. Làm việc mất trí như vậy đã vi phạm với quy củ thi đấu, coi như bảo bọn hắn tiếp tục chờ đợi ở đây bọn hắn cũng không có mặt mũi gì nữa. Cái này, Trương Huyền xứng sờ, rốt cuộc là sao a? À? nếu quả thật so đo như vậy, chẳng phải bản thân hắn đã bị hủy bỏ tư cách nhiều lần hay sao? Vị trưởng lão này nói quá lời rồi, vừa rồi tất sư chỉ bị chịu ta kích thích, cho nên mới ra tay nặng chút, trên thực tế cũng không mang đến cho ta bất cứ thương tổn gì. Chuyện này không bằng cứ như vậy đi, quên đi. Quên đi, đa tạ trương sư, thấy hắn tự mình cầu xin, tất cả trưởng lão vọng giang tông đều kích động tới mức đỏ mặt, đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Thấy không? Đây mới là ý chí của danh sư. Tất giang hải trên không trung dưng dưng. Lòng giả, dạ, ta cũng muốn a hát, điều kiện tiên quyết là. Phải đánh qua được tên biến thái này đã. chương 1061, Chiến hồn thể 1. Được rồi, quán quân Á quân đã xuất hiện, tiếp tục tiến hành tranh đấu vị trí khác. Trần an mọi người đang kích động, Hồng Sư tiếp tục tổ chức tranh tài. Hiện tại mới chỉ phân ra vị trí thứ nhất và thứ hai mà thôi. Còn lại từ 3 đến 10, vẫn còn cần tiếp tục tỉ thí. Có Châu Ngọc trước mặt, những trận tỉ thí phía sau mọi người đã không còn hứng thú cho lắm. Tỉ thí lại tiến hành một canh giờ, rốt cuộc 10 hạng đầu trong lần thi đấu danh sư này đã xuất hiện toàn bộ. Vị trường thanh giao đấu với Trương Huyền thua rất thảm, ở trong tỉ thí còn lại có biểu hiện nổi bật, Thành công tấn cấp vào 10 vị trí đầu Tần lỗi bị nhược hoan công tử đào thải Trong kỳ thí còn lại cũng biểu hiện loá mắt Trở thành người đứng thứ 9 Kỳ thật nếu không phải có Trương Huyền hỗ trợ Ít nhất hắn cũng có mặt ở 5 vị trí đầu Chỉ có điều Có được vị trí thứ 9 Chí ít cũng đã nắm giữ cơ hội đi hồng viễn danh sư học viện Chuyến đi này không tệ Trương Sư Đây là phần thưởng của ngươi Thứ tự đã được xác định Tới lúc bắt đầu trao giải vị trí quán quân có được một viên linh thạch thượng phẩm, cơ hội đi vào hồng viễn danh sư học viện học tập và cơ hội tu luyện ba ngày ở Hóa Thanh Trì. Mang phần thưởng ban thưởng cho Trương Huyền, tiếng truyền âm của Hồng Sư vang lên ở ngay bên tai. Trương Sư, linh thạch thượng phẩm là do mạc đường chủ mạc cao viễn lấy danh nghĩa cá nhân cấp cho quán quân. Mạc đường chủ có ý định lấy lòng, cho nên mới muốn để cho đối phương biết. Nếu không, chẳng phải sẽ làm vô dụng không công hay sao? lúc này trương huyền mới kịp phản ứng khó trách ban thưởng thi đấu năm nay so với những năm qua phong phú hơn hóa ra nguyên nhân ở đây kỳ thật loại chuyện này cũng không khó nghĩ dương sư biểu hiện ra thủ đoạn nghịch thiên như thế việc mạc đường chủ có ý định lấy lòng cũng không có gì là lạ bất quá đối với hắn như vậy cũng là tốt nhất đây chính là linh thạch thượng phẩm giá trị bằng một vạn viên linh thạch trung phẩm nếu không phải vì ngại mặt mũi như vậy nhất định hắn đã sớm mở hộp ngọc ra để xem xét tỉ mỉ. Thu sạch phần thưởng, trong lòng Trương Huyền tràn ngập sự kích động và hưng phấn. Có thứ này, về sau tu luyện sẽ đơn giản hơn không ít, không cần vì linh khí mà phát sầu vì tiền tài. Tốt, lần thi đấu danh sư này đã kết thúc mỹ mãn. Người thu được 10 vị trí đầu trong thi đấu, ngày mai mời đi cùng ta tới huyễn vũ đế quốc, tiếp nhận khen ngợi. Đồng thời cũng nhận cơ hội đi vào hóa thanh trì tu luyện trao giải hoàn tất, hồng sư nhìn quanh một vòng rồi nói: ngày mai sẽ đi, gấp gáp như vậy sao? kỳ thật cũng không tính là gấp gáp a, à, huyễn vũ đế quốc cách nơi này hơn trăm vạn cây số, nếu không nhanh chóng chạy tới, một khi bỏ lỡ ngày hóa thanh trì mở ra thì nguy rồi. cũng đúng a, à, mỗi lần hóa thanh trì đều mở ra lúc đầu năm, cách hiện tại đã không còn đến một tháng, nếu như không nhanh lên một chút, quả thực sẽ không còn kịp nữa. Nghe thấy Hồng Sư bảo ngày mai sẽ đi, mặc dù tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, thế nhưng vẫn hiểu ý tứ của hắn. Hóa thanh chỉ là bảo vật chân quý nhất của Hoàng thất huyến vũ đế quốc, cũng là chỗ dựa dẫm để lập quốc, 10 năm mở ra một lần. Thời gian mở ra cũng đã không còn nhiều, nếu như không nhanh lên một chút, một khi bỏ lỡ, ai cũng không có cách nào bồi thường được. Được rồi, chư vị trở về chuẩn bị đi, buổi trưa ngày mai sẽ xuất phát. Hồng sư vung tay lên thi đấu tiến hành đến hiện tại cũng đã đến đêm khuya, thời gian còn lại cho mọi người đã không còn đủ một ngày. Ta cũng đi chuẩn bị một chút. Trương Huyền cũng đứng dậy. Chuyện mà hắn phải xử lý tương đối nhiều, thời điểm một ngày quả thật có chút khẩn trương. Khang đường chủ, đa tạ trong khoảng thời gian này ngươi đã chiếu cố, đây là pháp quyết tu luyện mà lão sư ta viết cho ngươi. Cứ dựa theo phía trên mà tu luyện, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá đến hợp linh cảnh. Cổ tay khẽ đảo, một quyển sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay trương huyền đưa tới phía trước trong khoảng thời gian này nhờ có khang đường chủ chiếu cố nhất là chuyến đi băng nguyên cung nếu không có nhân tình của hắn bản thân hắn không có khả năng khiến cho linh hồn trở nên cường đại như thế thuận lợi từ một phân thành hai ngưng tụ phân thân thành công cũng không có khả năng có cơ duyên của triệu nhã có thể nói sự giúp đỡ của khang đường chủ dành cho hắn rất lớn bởi vậy trong khoảng thời gian này căn cứ vào chỗ thiếu hụt trên người đối phương. Hắn đã chuyên môn sửa sang lại một bộ công pháp thích hợp với đối phương. Chỉ cần từng bước tu luyện dần dần, muốn đột phá hợp linh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đột phá hợp linh, do Dương Sư viết. Khang đường chủ lập tức hít thở trở nên rồn rập, hai tròng mắt đỏ hoe. Dương Sư, đây chính là nghi tự danh Sư Bát Tinh, có thể được hắn chỉ điểm tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh. Không chỉ có như thế, còn cho mình một một bộ công pháp được viết riêng, phần ân tình này cũng không tránh khỏi quá lớn a. À. Phịch phịch, đầu gối mềm nhún quỳ dạp xuống đất, khang đường chủ dung vẻ mặt ngưng trọng dập đầu tám cái về phía phủ đệ của Trương Huyền, lúc này hắn mới đứng dậy. Tô sư, lang sư, các ngươi. Cho khang đường chủ, đương nhiên cũng không thể quên tô sư và lang sư. Nếu như không có hai người, sao hắn có thể lấy được danh ngạch và cơ hội lần thi đấu này chứ? Tiếp nhận công pháp, tô sư, Lăng sư cũng cảm tạ ngàn vạn lần. Có ân báo ân, có oán báo oán, Trương Huyền luôn luôn ân oán rõ ràng. Trương sư, ta có thể đi theo người tới Hồng Viễn danh sư học viện hay không? Biết Trương Huyền muốn đi, hốc mắt triệu phi vũ ửng đỏ. Người thanh niên này chữa khỏi chứng bệnh của nàng, khiến cho nàng không cần tiếp tục nằm ở trên giường. Bản thân đã mang theo cảm kích, lại đi qua hiên viên vương quốc, phù hồn mộ các nơi. Ở chung lâu như vậy nàng đã sớm có không cảm giác không nói rõ được, cũng không tả rõ được đối với hắn. Đây chẳng qua là nàng ngượng ngùng chưa chọc thủng tờ giấy mỏng này mà thôi. Hiện tại ly biệt sắp đến, rốt cuộc nàng không ngăn chặn được được cảm xúc này nữa. Thôi được rồi, thực lực ngươi quá thấp, nếu như tùy tiện đi qua, rất là phiền phức, cứ ở lại chỗ này, để Khang Đường chủ chỉ điểm, tương đối ổn thỏa. Suy nghĩ một chút Trương Huyền mở miệng, sau khi nói xong hắn nhìn về phía lão giả cách đó không xa khang đường chủ phi vũ công chúa đành phải nhờ vào ngươi rồi ha ha trương sư yên tâm đi ta sẽ thu nàng làm học sinh thân truyền cố gắng chỉ điểm không phụ lòng dương sư hậu ái đối với ta sắc mặt khang đường chủ thần ngưng trọng gật đầu cam đoan đa tạ trương huyền ôm quyền kỳ thật hắn đưa cho khang đường chủ công pháp còn có một nguyên nhân khác đó chính là căn cứ vào chuyện này mà cân nhắc cùng nhau đi tới đớ triệu phi vũ cũng cho hắn trợ giúp cực lớn đối phương là nữ nhi của minh chủ lại đường đường là công chúa giá trị vật tư các loại coi như cho nàng thì nàng cũng nhìn không thuận mắt còn không bằng tìm lão sư tốt về sau bất kể tu luyện hay là tiếp tục sinh hoạt ở trong vạn quốc thành cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khang đường chủ chính là người chọn lựa thích hợp nhất vâng đa tạ trương sư nghe thấy sắp xếp của hắn hốc mắt triệu phi vũ đỏ lên mặc dù trong lòng tràn ngập không cam lòng, thế nhưng nàng vẫn gật đầu. Trương sư nhất định sẽ là rồng phượng trong loài người, không phải là một công chúa liên minh nho nhỏ như nàng là có thể so sánh. Thế nên coi như dù tiếc đến đâu nàng cũng phải từ bỏ. Cáo tử với đám người khang đường chủ, Trương Huyền trở lại phủ đệ. Vừa mới vào cửa thì đã thấy mặc hồn sinh nhanh chóng đi tới. Trương Sư, Trương 1062, Chiến Hồn Thể 2 mặc hồn sinh ôm quyền. Sao vậy? Trương Huyền nhìn qua. Trước khi tham gia thi đấu danh sư, hắn từng bảo tên này điều tra tình huống của lộ sung, hiện tại đã qua hơn một ngày, có lẽ đã có kết quả. Bẩm báo thiếu gia, tiểu thiếu gia vừa rồi đã hoàn tất tu luyện. Ta cũng đã nhìn qua, nếu như ta không đoán sai, hẳn là thể chất đặc thù trong vu hồn sư. Gọi là chiến hồn thể. Mặc hồn sinh nói, thể chất đặc thù. Trương Huyền có chút nghi hoặc nếu như hắn thật sự có thể chất đặc thù, như vậy nhất định thiên đạo thư viện đã sớm phát hiện ra, làm sao lại không có chút phát giác nào cơ chứ. Chiến hồn thể là tạo thành hậu thiên, bình thường đều do trải qua sống chết, đại bi đại hỷ mới có thể thành công xuất hiện. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không có cách nào phục chế được. Mà tiểu thiếu gia cũng vừa mới thức tỉnh. Mặc hồn sinh vội nói. Đi qua nhìn một chút xem. Trương Huyền gật gật đầu, nhấc chân đi vào phía trong viện vừa đi vào hành lang không xa thì đã thấy lộ sung đang đứng trong sân tu luyện vu hồn bay lượn ở trên không mang theo khí tức lăng lệ vu hồn hóa phạm nhị trọng hai mắt trương huyền trợn tròn không nhịn được có chút sững sờ buổi sáng khi hắn rời đi đối phương vẫn chỉ có thực lực tông sư cảnh làm sao một ngày không thấy lại trở nên mạnh mẽ như này chứ tu luyện vu hồn giống như tu luyện chân khí cũng cần thời gian tích lũy trong thời gian một ngày đã đột phá trí tôn nửa bước hóa phàm, tăng thọ. Bốn cấp bậc lớn, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh a. À. Thiếu hụt, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, hắn thấp giọng hô một tiếng. Ông, một tiếng khẽ kêu vang lên, trong đầu xuất hiện một quyển sách. Vội vàng mở ra, nhìn một hồi, Trương Huyền tức thì sửng sốt. Đúng như mặc hồn sinh nói, lúc này quả thực lộ sung không giống như trước đó, có chiến hồn thể mà hắn nói tới chẳng qua xem ra, có lẽ còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Đoán chừng chính là thứ mà ta nhìn thấy. Nhớ tới một màn ban đầu nhìn thấy ở thức hải của đối phương, trong lòng Trương Huyền không khỏi suy đoán. Dùng tỉnh hồn hương để triệu hoán linh hồn đối phương, khi đó hắn từng nhìn thấy một đạo thân ảnh to lớn đang nằm ở trong thức hải của đối phương, hiện tại xem ra hẳn đó là chiến hồn thể. Loại thể chất này nên thức tỉnh thế nào đây? hắn không nhịn được nhìn về phía vô hồn kim nhân ở cách đó không xa. Bẩm báo thiếu gia, muốn hoàn toàn thức tỉnh rất là phiền phức, có thể phải đi vô hồn tổ địa. Suy nghĩ một chút, mặc hồn sinh nói. Vô hồn tổ địa, trương huyền sướng sờ. Ừm, đây là nguồn gốc chi địa của vô hồn sư. Ở trong đó nắm giữ lực lượng tổ vu, muốn hoàn toàn kích hoạt chiến hồn thể. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào loại lực lượng này, nếu không, không có những biện pháp khác mạc hồn sinh trần chờ một chút rồi nói vu hồn tổ địa ở chỗ nào trương huyền cau mày ở mặt đông đại lục cách nơi này không biết bao xa mạc hồn sinh gãi đầu một cái không biết bao xa trước mắt trương huyền tối sầm lại nếu như quá xa làm sao đi đây danh sư đại lục bao la vô cùng mấy trăm ngàn cây số cũng đã tốn không biết bao nhiêu ngày phi hành mới có thể đi tới nghe mạc hồn sinh nói nơi này có khoảng cách rất xa. Như vậy nhất định đã vượt qua ngàn vạn cây số thậm chí còn hơn trăm triệu. Nếu như muốn đi qua, không có thời gian mấy năm, căn bản rất khó hoàn thành. Kỳ thật, nếu như thiếu gia yên tâm thì có thể để cho ta mang theo tiểu thiếu gia tới đó. Cũng sẽ không chậm chế tu hành bình thường của người, cũng có thể khiến cho tiểu thiếu gia mau chóng phát triển, cả hai đều không chậm trễ. Mặc hồn sinh nói, người dẫn đi, trương huyền trần chờ hắn muốn đi theo con đường danh sư thì phải một mực sống ở dưới ánh mắt mọi người lại thêm nguy hiểm bởi vì tiên thiên thai độc cho nên căn bản không cho phép hắn tốn thời gian mấy năm đi tìm cái gọi là vu hồn tổ địa mà nếu để cho lộ sung một mực đợi ở bên cạnh mình đối với sự phát triển của hắn quả thực cũng có chút không công bằng nếu như có thể chia binh hai đường tất nhiên là tốt nhất đành phải xem lựa chọn của hắn vậy suy nghĩ một chút cảm thấy mình cũng không có cách nào làm chủ thay được lộ sung, Trương Huyền nói. Bài lộ sung dừng tu luyện, lại nói rõ mọi chuyện một lần. Lão sư, con muốn đi. Sau khi nghe xong, thiếu niên dùng ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Hắn và Triệu Nhã cùng có một ý tưởng, nếu một mực ở lại bên người lão sư thì sẽ chỉ liên lụy tới người. Mà có loại cơ hội này, về sau có lẽ có thể giúp được lão sư thực sự trở thành trợ lực. Mà không phải là vướng víu. Người đã quyết định như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng, Mặc Hồn Sinh, Lộ Sung sẽ giao cho ngươi." Thấy hắn đã có quyết định, Trương Huyền than thở nói một câu rồi khẽ gật đầu nhẹ nhẹ. Chương 1063, giảng bài thượng. một. Lão sư dạy bảo học sinh, thời gian có dài tới mấy thì cũng có ngày xuất sư. Nương theo tu vi gia tăng, Trương Huyền đã biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ tách rời cùng những học sinh này. Từ sau chuyện của Triệu Nhã, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính đối mặt, vẫn mang theo tâm lý không nỡ như cũ. Đây là một đạo chân khí của ta, người giấu vào trong cơ thể, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể ứng phó nhu được với nhu cầu cấp bách. Đưa lộ sung vào phong, Trương Huyền cẩn thận dặn dò. Hắn và mặc hồn sinh rời đi không giống như triệu nhã, triệu nhã có băng nguyên cung dốc lòng chiếu cố, không tồn tại nguy hiểm. Mà bọn họ, đi ngang đại lục tìm vu hồn tổ địa không biết còn ở đó hay không nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, có một đạo thiên đạo chân khí hộ thân có thể bớt đi không ít phiền phức. Yêu thần, về sau ngươi đi theo lộ sung. Tất cả đã chuẩn bị kỹ càng, Trương Huyền lại gọi yêu thần thú tới. Mặc dù có vị siêu cấp cường giả hóa phàm cửu trọng như mặc hồn sinh bảo hộ, độ an toàn nhất định sẽ không thành vấn đề, nhưng muốn đi đường còn cần có linh thú phi hành trợ giúp, yêu thần thú có thực lực hóa phàm ngũ trọng, thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Sắp xếp toàn bộ mọi chuyện liên quy na tới an toàn có thể nghĩ tới một lần, lúc này hắn mới tạm biệt với đám người vương dính. Sáu học sinh đã đi hai, tất cả mọi người đều cảm thấy như bị đè nén. Sắp xếp xong lộ sung, lại gọi tiết viên chủ gọi hắn một tiếng là đại sư huynh tới. Tiết viên chủ tạm thời không có dự định đi quốc gia cao hơn, cho nên Trương Huyền cũng không mang nàng theo. Tất cả đã được xử lý thỏa đáng, lúc này mặt trời đã lên cao cách lúc thời gian ước định với đám người hồng sư đã tới gần đi thôi sau khi làm xong tất cả trương huyền mang theo đám người trịnh dương vương dĩnh đi về phía quảng trường bên ngoài minh chủ phủ hắn đồng ý giảng bài trước khi đi dù thế nào cũng phải xử lý xong chuyện này dọc theo hành lang đi ra phủ đệ còn chưa đi tới trước quảng trường thì đã thấy dòng người tấp nập một mảnh đen nhịt không biết có bao nhiêu người hồ tông chủ người cũng tới sao cũng tới nghe trương sư giảng bài quán quân thi đấu danh sư người ta giảng bài dù thế nào ta cũng phải tới nghe một chút ra à. đúng vậy a à, thi đấu danh sư đã duy trì liên tục được hơn trăm năm trương sư là người thứ nhất còn chưa có thi đấu khiêu chiến thì đã được nhận định là nhân vật đệ nhất người nhìn xem không riêng gì ta là tông chủ lưu tông chủ cũng đều tới thật đúng là xem như hồng sư tự mình giảng bài cũng không có lực hiệu triệu lớn như thế chứ hồng sư có lực hiệu triệu lớn như thế hay không ta không biết nhưng ta biết những này chuẩn danh sư ngũ tinh như chúng ta nhất định không có đúng vậy a à, nhiều người hâm mộ như vậy chỉ có điều nói đi nói lại biểu hiện của trương sư ở trên thi đấu danh sư như thế dù là ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ một chút căn bản cũng không làm được một danh sư tứ tinh vừa mới khảo hạch thành công đã làm được chuyện mà ngay cả chuẩn danh sư ngũ tinh cũng không làm được có thể có nhân khí lớn như thế cũng coi như rất là bình thường. Trung quanh một mảnh ồn ào, đám người này đều tới nghe ta giảng bài hay sao? Trương Huyền nháy mắt, hắn thấy một lần giảng bài cơ sở có thể có hơn nghìn người nghe giảng đã là tốt lắm rồi. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến lại có thể nhiều người đến như vậy. Giờ khắc này hắn có nằm mơ cũng hoài nghi liệu có phải sẽ lại tiến hành một lần thi đấu danh sư nữa phải hay không? Đây là bao nhiêu người chứ? 10 vạn, trăm vạn. Hơn nữa, trên tường, trên cây là những cái quỷ gì kia? Còn có những man thú phi hành trên trời kia là thứ gì? Nghe thấy người sẽ giảng bài, người ta không cướp được vị trí cho nên mới đi thú đường thuê man thú. Khang đường chủ tràn ngập lúng túng giải thích. Thuê man thú thì ta có thể hiểu được, dù sao có thể bay được lên trên trời, nhưng một đống man thú trên đất bằng này là chuyện gì chứ? Trương Huyền không nhịn được hỏi. Trên không trung có một đống man thú phi hành thì cũng thôi đi, hắn có thể hiểu, thế nhưng bên cạnh quảng trường còn có một đống man thú phi hành nằm sấp, cái gì mà kiếm xỉ hổ, cái gì mà đoạn tí phong lang, hắc mao trường viên. Bọn chúng chạy đến nơi đây làm gì? Là hàn sung đường chủ của thú đường nghe nói người muốn giảng bài, cho nên trong đêm đã mang tất cả man thú, linh thú trong thú đường tới đây, tới trợ uy cho ngươi. Khang đường chủ nói. Trương Huyền, trợ uy có người nào giúp như vậy không? Để thuần thú sư đến là được, một đám man thú đến, giúp cái cọng lông A. Nhưng thật ra là danh khí của trương sư người bây giờ quá lớn, biết người muốn mở đường giảng bài, cho nên ai cũng không có cách nào cực tuyệt được. Khang đường chủ nói, cũng không phải là những người này tới đây làm loạn, mà là trải qua thi đấu danh sư, danh khí của trương sư thực sự quá lớn, tất cả mọi người đều muốn nghe lớp của hắn một chút. Thậm chí có man thú, linh thú có trí tuệ cũng đều muốn nghe. Cho nên mới có loại cục diện này. Audio điện tử võ tấn bền Quảng trường bên ngoài minh chủ phủ rất là bao la, dựa theo đạo lý, muốn dung nạp hơn triệu người cũng có thể làm được. Mà bây giờ, hầu như đã trồng chất đến mức chen chân không có khe hở, xem như hắn, lúc vừa mới bắt đầu đến cũng không thể nào tin được. Trước kia hắn cũng đã từng tiến hành qua giảng bài cỡ lớn như vậy. Thế nhưng lúc ấy tổng cộng cũng chỉ có hơn 5 vạn người cũng đã đột phá lịch sử của danh sư Đường Vạn Quốc thành rồi. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Trương sư giảng bài lại tới nhiều như vậy. Giữa người và người quả nhiên là có khoảng cách. Quên đi, mặc kệ bao nhiêu người, an tâm giảng bài đi. Lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, Trương Huyền nhấc chân đi tới đài cao không biết đã dựng từ lúc nào. Lý Hàn Băng năm nay 16 tuổi, là một tên ăn mày, từ nhỏ đã là cô nhi nhận hết chế giễu và nhục nhã từ những người khác. Mơ ước lớn nhất của hắn là một ngày kia có thể trở thành cường giả, đáng tiếc, thân phận hèn mọn, không nói tới việc không có được công pháp, càng quan trọng hơn là không có tài nguyên tu luyện. Chương 1064, giảng bài thượng. 2. Nghèo văn dầu võ, không đủ tài nguyên chất đống, không có danh sư chỉ điểm, coi như đã học qua một ít pháp quyết bình thường thì cũng khó có thể tiến bộ. Bởi vậy khi 16 tuổi hắn vẫn quanh quẩn ở tại võ giả nhất trọng tụ tức cảnh như cũ, không có cách nào đột phá. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Vốn hắn nghĩ, cả đời này cũng không có cơ hội nghe danh sư giảng bài. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vị trương sư này lại muốn mở đường giảng bài, giảng giải về cơ sở tu luyện. Sau khi nghe được tin tức này, từ đêm hắn đã lao đến đây, tìm một xó xỉnh, an tâm chờ đợi sắp bắt đầu. Không biết đợi bao lâu, chỉ thấy một bóng người nhanh chân đi tới đài cao. Vị trương sư này hình như không lớn hơn so với ta bao nhiêu. Vốn hắn cho rằng quán quân thi đấu danh sư thoạt nhìn sẽ tương đối ổn trọng, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy, không kém hắn là bao nhiêu. Trong lòng hắn không nhịn được có chút thất vọng. Không biết hắn đợi gần một ngày như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Có thể lại giống như trước kia hy vọng càng lớn, thì thất vọng cũng càng lớn. Danh sư công khai giảng bài, mỗi tháng đều sẽ có, chỉ bất quá nội dung truyền thụ tương đối thâm ảo. Hắn là loại người chưa có tiếp nhận qua giáo dục chính quy, cho nên căn bản nghe không hiểu, vì vậy cũng không có cách nào học tập. Liên tục nghe nhiều lần, chẳng những không có dẫn dắt mảy may nào, mà ngược lại còn làm cho hắn đã đi mất đi lòng tin với tu luyện bình thường. Cho nên như một cách tự nhiên, hắn cũng không còn hứng thú nữa. Có một chút danh sư giống như lão học cứu vậy, ưa thích mua danh trục lợi giảng bài công khai là thời điểm để bày ra học vấn nói quá mức đơn giản làm sao làm cho người ta tin phục đây chứ một tới hai đi tập tục đã hoàn toàn thay đổi cũng đã xuất hiện những người muốn tu luyện chân chính như bọn họ coi như nghe giảng bài thì cũng không có tác dụng gì đáng nói người trước mắt này trẻ tuổi như vậy lại là quán quân chỉ sợ sẽ tâm cao khí ngạo xem ra lần này lại phải thất vọng rồi thiên tri đạo giống như dương cung cao giả ức chi hạ giả cử chi, có những người còn lại tổn hại chi, nếu như không đủ giả thì tới, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Âm vang, thanh âm truyền vào trong tai. Mặc dù cách nhau hơn ngàn mét, nhưng này thanh âm của vị trương sư này lại giống như vang lên ở trong nội tâm, mỗi một chữ đều lọt rõ ràng vào tai, đinh tai nhức óc. Quả nhiên nghe không hiểu. Cẩn thận nghe một chút, phát hiện không có gì khác biệt so với những danh sư mà hắn giảng giải, vẫn như cũng nghe không hiểu xem ra tất cả danh sư giảng bài đều một là một đức hạnh vì khoe khoang kiến thức uyên bác của mình căn bản không quản người khác có thể hiểu hay không người phía dưới cũng giống vậy nghe không hiểu không nói bản thân không có học vấn ngược lại còn sẽ giả vờ hiểu khích lệ tán thưởng đối phương lợi hại nếu không người khác nghe hiểu hết mà bản thân cái gì cũng không hiểu không phải sẽ rất mất mặt hay sao đây chính là nhân tính hắn tràn ngập thất vọng lắc đầu lý hàn băng đứng dậy muốn rời đi chỉ là vừa mới đi một bước thì lại đột nhiên cảm thấy ứng đột huyệt chợt nhảy lên một cái ngay sau đó bạch hải huyệt run rẩy linh khí vô cùng vô tận lăng không chảy ngược vào đi vào bên trong thân thể của hắn không ngừng chạy nhanh giang giác giang giác một tiếng nổ vang ở bụng hắn như là một cái vạc nước bị vỡ xuất hiện ở trong tầm mắt đây là đan điền hai mắt lý hàn băng trợn tròn thân thể run lên võ giả nhất trọng tụ tức cảnh sau khi đột phá ở bụng dưới sẽ xuất hiện đan điền có thể nhẹ nhõm dung nạp linh khí hắn đã bị vây ở tụ tức cảnh rất nhiều năm một mực không có cách nào đột phá không nghĩ tới trương sư trên đài chỉ nói một câu đã khiến cho hắn đột phá không phải ta nghe không hiểu ư làm sao có thể đột phá được chứ hắn sững sờ đứng chỗ vừa rồi lời nói của trương sư ngay cả một câu hắn cũng không có nghe hiểu thậm chí còn không biết là ý gì, thế nhưng làm sao lại thuận lợi đột phá được cơ chứ? Dựa theo đạo lý mà nói, không phải nghe không hiểu thì cũng không có cách nào tu luyện hay sao? Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lại về phía trước, chỉ thấy mấy tên ăn mày trước kia cùng tu luyện một chỗ với hắn, lúc này tất cả đều khoanh chân ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc vui vẻ, khí tức trên người tăng lên nhiều. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, hóa ra đây là hiểu tự nhiên nói cách khác tu luyện phải thuận theo tự nhiên, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Nhìn thấy các bằng hữu đều đột phá, đột nhiên hắn đã ngộ ra. Mặc dù lời nói của đối phương thâm ảo vô cùng, khó mà nghe hiểu. Thế nhưng không biết vì sao đối với ý niệm và ý tưởng mà đối phương truyền lại hắn lại biết rất rõ ràng. Thiên tri đạo, tự nhiên. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, linh khí dọc theo đan điền chậm chạp chạy qua. Giang giác, giang giác, trong cơ thể lần nữa vang lên tiếng giòn vang, tu vi của hắn không ngừng gia tăng. Đan điền cảnh sơ kỳ, đan điền cảnh trung kỳ, đan điền cảnh hậu kỳ. Tu vi liên tục tăng lên, cả người hắn giống như là quả bóng được thổi khí vậy. Cho dù lời nói của đối phương hắn nghe không hiểu, thế nhưng chẳng biết tại sao, đối với tu luyện lại có hiểu ra rất nhiều. Là lĩnh ngộ, hiểu ra phù hợp với hắn. Đây mới thực sự là danh sư giảng bài giống như là uống quỳnh tương ngọc lộ trên mặt lý hàn băng cũng hiện lên sự vui vẻ không phải là bởi vì tu luyện liên tiếp đột phá mà là chi thức mà đối phương truyền lại không ngờ hắn lại có thể nghe hiểu giống như là trương sư trên đài này đang một mình giảng bài đối với hắn vậy nghe đối phương nói khống chế linh khí vận chuyển trong cơ thể thân thể nhẹ nhàng chấn động nhẹ nhàng đạt đến võ giả tam trọng chân khí cảnh chân khí đi vào là tượng trưng của võ giả một tên ăn mày như hắn chưa hề có công pháp tốt, vậy mà cũng có thể. Trương sư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ân sư của ta, không có người thứ hai. Đầu gối của Lý Hàn Băng trở nên mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trong lòng âm thầm thề thốt. Chương 1065, giảng bài hạ. 1. Vạn Quốc Thành, trụ sở Lưu Vân Tông. Trong phòng khách rộng lớn, La Hoàng tông chủ nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Tỷ thí trước đó người khác nhìn không ra, nhưng muốn giấu giếm người làm lão sư đã dạy bảo ngươi vài chục năm như ta, chỉ sợ còn không làm được. Ta biết không gạt được lão sư, cười khổ một tiếng là tuyển thản nhiên thừa nhận. Mới vừa rồi tỷ thí cùng tất Giang Hải quả thực ta đã để lại hậu chiêu. Nguyên nhân la hoàng tông chủ nói dùng thực lực của trương sư tất nhiên có thể đi vào trận chung kết. Nếu như ta cũng đi vào, khó tránh khỏi sẽ chạm mặt lão sư cũng biết rồi đó, quan hệ giữa chúng ta và trương sư cũng không hòa thuận, nếu như lại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Còn không bằng từ bỏ, để cho vọng hải tông đi chọc vào phiền toái này. La tuyển ôm quyền, trong mắt tràn ngập áy náy. Mong rằng lão sư tha thứ cho học sinh tự mình chủ trương. Không sai, có thể nghĩ đến điểm này, nói rõ người đã trưởng thành. La Hoàng Tông chủ hài lòng gật đầu. Yên tâm đi, vi sư không những không trách ngươi mà còn có thể ngợi khen ngươi có thể cân nhắc lợi hại bên trong quá trình tỉ thí, quyết đoán như vậy rất là không tệ. Bất kể dương sư hay là trương sư đều không phải là tồn tại mà chúng ta có thể đắc tội, cố gắng đừng đối kháng. Sau đó lại chậm rãi chữa trị quan hệ. Đúng, học sinh cũng suy tính như thế. La Tuyền gật đầu. Thấy người học sinh này của mình hiểu chuyện như thế, còn cân nhắc thay tông môn, La Hoàng Tông chủ càng nhìn càng hài lòng, tràn ngập hiền hòa vuốt sâu cười nói. Ừm, những ngày này thực lực của trương sư ngươi cũng đã thấy rồi đó ngươi cảm giác làm sao trương sư la tuyền mắt sáng lên không thể phủ nhận hắn là một đối thủ không kém thậm chí ở một số phương diện ta cũng hơi có chút không bằng chỉ là nếu như thật sự đối đầu không để lại hậu thủ như vậy muốn thắng ta cũng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy ồ la hoàng tông chủ rất hứng thú nhìn qua không nói đâu xa chỉ nói dạy học chồng người mặc dù thoạt nhìn rất lợi hại, kỳ thật nếu ta đoán không nhầm, át hẳn đã dùng các loại phương pháp như thôi miên. Nếu không, làm sao có thể khiến cho tất cả mọi người bái phục? Trên mặt La Tuyền tràn ngập vẻ tự tin. Mỉm cười, La Hoàng Tông Chủ nói. Thôi miên quả thực có thể khiến cho người ta tin phục, nhưng Hoàng Tranh Hoàng Sư thì sao? Dường như hắn cũng phải bái sư A. Trương Huyền và Hoàng Sư tỷ thí lại khiến cho vị Hoàng Tranh này nổi điên muốn bái sư. Chuyện này truyền ra đã trở thành trò cười, nếu như nói những người khác bị thôi miên, muốn thôi miên một vị danh sư tứ tinh đỉnh phong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. À. Nghe thấy lão sư hỏi như vậy, hai mắt sáng lên, là tuyển cười lạnh. Kỳ thật nếu không phải hắn tự thông minh ra vẻ muốn bái sư, như vậy có khả năng con sẽ không ra những thứ này. Đường đường là danh sư tứ tinh đỉnh phong, hồn lực khắc độ đã vượt qua 14. Không dưới tình huống không sử dụng sư ngôn thiên bẩm mà có thể khiến cho hắn như si như say cam tâm tình nguyện bái sư nói đùa cái gì chứ cùng là danh sư tứ tinh đỉnh phong hắn biết nghị lực và danh giới cuối cùng của loại cường giả này dưới tình huống sử dụng sư ngôn thiên bẩm xuất hiện loại tình huống này thì cũng thôi đi dù sao thân không theo ý mình chỉ bằng vào giảng giải một ít kiến thức căn bản đã có thể làm được điểm ấy lừa gạt quỷ a nhất định là hắn vì lấy lòng trương sư cho nên cố ý giả vờ, kết quả hành động quá mức sốc nổi, ngược lại còn bán đứng chính mình. La Tuyền hừ lạnh, giảng giải kiến thức căn bản, khiến cho danh sư tứ tinh rơi vào say mê, coi như là danh sư ngũ tinh cũng không làm được, cũng không thể nói năng lực của vị trương sư này đã vượt qua ngũ tinh A. Có chút đạo lý, có phải cũng bởi vì chuyện này cho nên con mới không đi nghe hắn giảng bài hay không? La Hoàng Tông chủ khẽ gật đầu. Chuyện trương sư giảng bài hắn đã sớm nghe nói, chẳng qua là hắn cảm thấy không cần thiết đi nghe a à. chỉ là kiến thức căn bản mà thôi có cái gì để nghe cơ chứ lật qua lật lại cũng chỉ là một bộ dáng mà thôi con đi nói cũng không kém hơn so với hắn không cần thiết phải lãng phí thời gian la tuyền gật đầu vẻ mặt tự tin ngay sau đó đã ôm quyền nói lão sư hiện tại con sẽ đột phá hợp linh cảnh liệu người có thể thủ hộ con một đoạn thời gian hay không ha ha yên tâm đi La Hoàng Tông Chủ cười cười. Đa tạ lão sư. Cảm kích gật gật đầu, La Tuyền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống dưới đất, nhắm mắt tu luyện. Trước đó khi đối chiến với Tất Giang Hải, hắn đã có thể đột phá, chỉ là hắn cố ý khống chế tu vi, không có bước ra một bước cuối cùng này mà thôi. Một khi bước ra, lực lượng đại tăng, cũng không có cách nào quang minh chính thua bởi đối phương nữa. Cô 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 cục cục. Lực lượng trong cơ thể phát ra tiếng vang giống như ếch xanh vang vọng, hai mắt la tuyền nhắm nghiền thôi động lực lượng làm tăng thực lực lên ừm làm sao lại không hấp thu được linh khí cơ chứ một lát sau hắn mở mắt ra bất kể hắn hấp thu làm sao thì chung quanh tựa như không có linh khí vậy căn bản không có cách nào tu luyện được tông chủ tông chủ không xong ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc thì đã nghe một đạo thanh âm lo lắng vang lên ngay sau đó có một đồng môn học đệ vọt vào bên trong làm sao vậy vội vàng hấp tấp như thế còn ra thể thống gì nữa khuôn mặt la hoàng tông chủ trầm xuống là trương sư giảng bài học đệ vội nói giảng bài làm sao vậy chẳng lẽ kiến thức căn bản còn có thể nói ra hoa hay sao la tuyển lắc đầu lập tức nhướng mày nói đúng rồi không phải lão sư không cho các ngươi đi hay sao các ngươi vụng trộm chạy đi từ lúc nào vậy chúng ta không có nghe chỉ là đi qua nhìn một chút học đệ này hơi đỏ mặt nói. Quả thực tông chủ đã thông báo, không cho bọn họ đi nghe giảng bài. Bọn họ cũng chỉ trong lúc vô tình lẻn qua đó, cho nên mới thấy được tình cảnh không nên nhìn thấy. Nhìn một chút, nhìn thấy cái gì? chương 1066, giảng bài hạ. 2. La Tuyền nói. Nhìn thấy, trương sư giảng bài, linh khí chảy ngược, rất nhiều người đã đột phá, người tới nghe giảng bài hầu như đều đột phá học đệ này vội nói. Linh khí chảy ngược, chuyện này sao có thể? La Tuyền lắc đầu, nói tụ linh khí, miệng phun hoa sen, đây là năng lực mà chỉ danh sư ngũ tinh mới có. Một danh sư tứ tinh, hơn nữa lại còn giảng giải tri thức cơ sở, làm sao có thể khuấy động linh khí được cơ chứ? Là thật, không tin các người cảm nhận linh khí chung quanh một chút đi. Học đệ nói, linh khí, trong lòng thoáng, lột bộp, một chút, là tuyền mới nhớ tới vừa rồi mình tu luyện, ngay cả một chút linh khí chung quanh cũng không có, dường như đã đặt mình vào trong trạng thái chân không. ngay lúc hắn đang khiếp sợ, chỉ thấy lão sư ở phía trước con người co lại, cả người đã run thành một đoàn. là nói tụ linh khí mười giảm chân không, mười giảm chân không, hai người đồng thời sướng sờ, nói tụ linh khí miệng phun hoa sen. chuyện này bọn họ đã nghe nói qua đây là năng lực mà danh sư ngũ tinh mới có thể có, thế nhưng, 10 dặm chân không, là có ý tứ gì? Là, là, năng lực mà danh sư lục tinh mới có. Bờ môi la hoàng tông chủ phát run, hai mắt trợn tròn xoe, dường như ngay cả chính hắn cũng tràn ngập vẻ không thể tin được. Danh sư lục tinh, thân thể la tuyền và học đệ kia run lên. Truyền thuyết, danh sư lục tinh trở lên mới có thể lợi dụng ngôn ngữ để hội tụ linh khí bên trong phương viên 10 dặm để cho nó biến thành trạng thái chân không thực sự. Cung cấp linh khí cho người tu luyện nghe giảng bài. Hai hàm răng của La Hoàng tông chủ run lên. Loại tình huống này, người tu luyện tấn rất nhanh chóng, nhanh tới mức làm cho người ta khâm phục, giống như quán đỉnh vậy. Trương sư chỉ là một danh sư tứ tinh, hơn nữa thứ giảng giải cũng là kiến thức căn bản, làm sao có thể thi triển ra năng lực mà danh sư lục tinh trở lên mới có. La Tuyền không thể tin được. Vừa mới rồi hắn còn tự tin nói coi như đối phương giảng bài cũng không có khả năng mạnh hơn hắn bao nhiêu. Thế nhưng đảo mắt, người ta giảng bài không chỉ dẫn động linh khí, mà còn để linh khí trong phương viên người giảm biến thành trạng thái chân không. Thật hay giả vậy? Mặc kệ vì sao có thể làm được, nhanh triệu tập người trong tông môn một chút, đi qua nghe giảng bài. Nếu không, người những tông môn khác tu vi tiến bộ mà Lưu Vân Tông chúng ta lại dậm chân tại chỗ, như vậy tên tuổi đệ nhất thế lực trong 28 thế lực không bao lâu nữa sẽ không còn tồn tại. La Hoàng Tông chủ vội vàng đứng lên. Có thể thi triển ra, nói tụ linh khí, mười dặm chân không, nếu như nghe được loại chương trình học này, đối với Tu Vi có trợ giúp rất lớn. Kết quả, tông môn bọn họ cũng không có đi nghe. Tổn thất lớn bao nhiêu, không thể đo lường. Có thể đoán ra được, tông môn đến nghe giảng bài, từ hôm nay trở đi tất nhiên thực lực sẽ tăng mạnh, Muốn siêu việt Lưu Vân Tông bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Nhất là Vạn Quốc Liên Minh, rất nhiều người được lợi. Sau khi nghe giảng bài sau, về sau sẽ có lý giải rõ ràng về tu luyện, tâm hồn thông minh, tiền đồ không thể hạn lượng. Có một nhóm người như vậy tồn tại, không tới 20 năm, Vạn Quốc Liên Minh sẽ trở thành thế lực đỉnh tiêm trong 28 thế lực, chuyện này cũng không có gì là lạ. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy sẽ có một lượng lớn cao thủ Danh sư cao cấp mới khiến cho người ta e ngại. Nghe giảng bài đã chậm rồi, trương sư chỉ nói một canh giờ. Hiện tại sắp kết thúc, hơn nữa hiện tại coi như đi qua thì cũng không có vị trí. Học đệ này nói không có vị trí. sắc mặt la hoàng tông chủ tái nhợt, thiếu chút đã té ngã trên đất. Đúng vậy a, à, cảm nhận được linh khí chung quanh không còn, chỉ cần là người tu luyện, ai mà không đi qua nghe giảng bài cơ chứ? hiện tại bọn họ mới đi, đã đã chậm. Lưu Vân Tông ta, cơ hội vùng lên, cứ như vậy đã bị chúng ta đánh mất. Thân thể run rẩy, La Hoàng Tông Chủ rất là hối hận. Vốn, dựa theo nội tình của Tông Môn bọn họ, chỉ cần đi qua nghe giảng bài thì sẽ càng ngày càng mạnh. Siêu Việt Hồng Phong đế quốc của Hồng Sư cũng không phải là không thể được, mà bây giờ chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Cơ hội một khi đã bỏ lỡ, như vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối cả đời người nói người giảng bài có thể hơn hắn sao càng nghĩ càng buồn bực lại quay đầu nhìn về phía la tuyền đang ở cách đó không xa ta la tuyền run lên sắp phát khóc vốn hắn cho rằng khoảng cách giữa hắn và vị trương sư này cũng không lớn tùy thời cũng có thể đuổi theo thế nhưng bây giờ mới biết căn bản không cùng một cấp bậc hoàn toàn không có khả năng so sánh nực cười hắn còn lanh tranh từ bỏ cơ hội đi vào trận chung kết coi như hắn thực sự tiến vào cũng là bị nghiền ép, không có nửa phần khác biệt nào. Xem ra, chuyện để cho 100 người đồng thời bái sư cũng không phải là thôi miên, mà là... Thật, có bản lĩnh có thể thi triển ra nói tụ linh khí, mười dặm chân không, làm sao có thể vì một chút thắng thua mà đi thôi miên người khác được chứ? Xem ra, mặc kệ là Hoàng Tranh hay là những người tu luyện kia, tất cả đều thật lòng thật ý muốn bái sư. Mà hắn, khi rõ ràng điểm ấy, rất rõ ràng đã chậm rồi cùng một màn cũng xảy ra ở bên trong những tông môn không có đi nghe giảng bài. Biết trương sư giảng giải kiến thức căn bản tạo thành 10 dặm chân không, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút phát điên. Nếu như có thể nghe được loại chương trình học này, như vậy cơ sở sẽ trở nên vô cùng kiên cố, về sau tu luyện như cá gặp nước, tiến bộ càng lúc càng lớn. Có thể nói, mặc dù chỉ là chương trình học một canh giờ, không nghe hay là ngơ sẽ khác nhau. Nghe, sẽ có bay vọt về chất và biến hóa, đây chính là thứ mà tiền tài và linh thạch cũng không thể đổi về. Có lẽ, chuyện vạn quốc liên minh quật khởi, đã không có cách nào ngăn cản, phân chia giữa 28 thế lực, từ hôm nay trở đi. Cũng phải sửa lại. Minh phủ chủ, triệu minh chủ đứng dậy, siết chặt nắm đấm, hắn nhìn thanh niên đang giảng bài trên đài cao, hai mắt kích động tới mức ửng hồng. chương 1067, Huyễn Vũ Đế Độ 1 Từ khi bắt đầu kế thừa vị trí minh chủ, hắn vẫn cố gắng, muốn khai cương liệt thổ. Khiến cho liên minh càng thêm cường đại, nhưng hắn cũng biết, nội tình của vạn quốc liên minh thực sự quá yếu. Khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có khả năng. Ngay cả loại tình huống không có khả năng này cũng bị một bài giảng của trương sư đánh vỡ. Hơn triệu người nghe chương trình học, về sau đó chính là nhân tài trụ cột của quốc gia, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Trương sư, cảm ơn hốc mắt đỏ lên, Triệu Minh chủ siết chặt nắm đấm. Là người thanh niên này mang đến cho vạn quốc liên minh hy vọng quật khởi. Trương sư đang dùng ngôn ngữ thâm ảo để dẫn động linh khí trong thiên địa, tẩy kinh phạt tủy cho người khác, hắn. Nói thật sự là kiến thức căn bản hay sao? Vốn ta cho rằng kiến thức căn bản, nghiên cứu thấu triệt đến mấy thì cũng vô dụng, hiện tại xem ra, sai, quá sai, không hợp lẽ thường. Kiến thức căn bản là căn cơ tu luyện, giống như xây lầu vậy chỉ có đánh sâu, lĩnh ngộ sâu thì mới có thể đi càng xa. Bài giảng này thật sự đã giúp chúng ta nhận được ích lợi không nhỏ, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều có tình nghĩa nửa sư đồ với Trương sư. Về sau nếu có người nào muốn động vào Vạn Quốc Liên Minh, sợ rằng chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Rất nhiều cường giả nghe giảng bài, trong lòng cũng đồng thời cảm khái. Nghe Trương sư giảng bài chẳng khác nào đã trở thành nửa học sinh của hắn, về sau có việc không được thờ ơ lãnh đạm như trước bão thủ nguyên nhất tâm về tự nhiên đây là cơ sở được rồi bài học hôm nay kết thúc ở đây nương theo một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên cổ tay thanh niên trên đài khẽ đảo một cái bút lông xuất hiện hắn lăng không vẽ tranh trong nháy mắt một bức phượng hoàng to lớn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất thanh niên lăng không bay lên ngồi ở trên lưng phượng hoàng bay lượn rời đi sử sách ghi chép vạn quốc liên minh mùa đông năm thứ 3370. Trương sư giảng bài vạn quốc thành, trăm vạn tu sĩ tụ họp, nói tụ linh khí, mười dặm chân không. Giảng giải xong, đạp tranh mà đi. Trăm vạn tu sĩ quỷ gối, miệng hô lão sư. Bầu trời xanh thẳm, vô số đám mây trắng trôi nổi, có vài đầu linh thú to lớn phi hành bay ngang qua, dọa cho rất nhiều man thú, chim chóc bay loạn. Bên trên sống lưng của linh thú, Trương Huyền đang ngồi xếp bằng mở mắt ra. Ngày đó sau khi giảng bài xong, hắn trực tiếp cùng với đám người hồng sư rời đi, đến bây giờ đã gần một tháng. Thời gian dài như vậy, hầu như mỗi ngày hắn đều ở trên trời đi tới, cả người cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi vì thời gian đi tương đối dài, cho nên mỗi một danh sư đều mang theo người nhà, người hầu các loại. Mà 10 đầu linh thú phi hành mà hồng sư mang tới cũng đã chật kín người. Nhiều linh thú như vậy, không có một đầu nào thấp hơn hóa phàm tứ trọng, đi đến bất kỳ nơi nào cũng gây a à một hồi oanh động, có rất nhiều người vì đó mà sợ hãi. Trong khoảng thời gian đi đường, Trương Huyền một mặt đọc sách một mặt tu luyện, chẳng những đã hoàn toàn củng cố tu vi hóa phàm tứ trọng đỉnh phong mà còn khiến cho hồn lực một lần đột phá hóa phàm ngũ trọng, đạt đến đỉnh phong. Hồn lực hóa phàm ngũ trọng, lực lượng đạt tới 320 vạn đỉnh, lại thêm chân khí 200 vạn đỉnh, nói cách khác, cả người hắn trong nháy mắt có thể bộc phát ra lực lượng 520 vạn đỉnh. So với Hóa Phàm lục trọng kiều thiên cảnh trung kỳ cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Hóa Phàm lục trọng kiều thiên cảnh sơ kỳ có lực lượng 400 vạn, trung kỳ 480 vạn, hậu kỳ 560 vạn, đỉnh phong 620 vạn đỉnh. 520 vạn đỉnh đã gần tới hậu kỳ, chỉ sợ nếu như thực sự chiến đấu, Hồng Sư muốn vượt qua hắn cũng không quá dễ dàng. Danh sư Tứ Tinh, tu vi cấp bậc là Hóa Phàm nhị trọng đến tứ trọng ngũ trọng và hợp linh cảnh được coi là nửa bước ngũ tinh. Chỉ có đạt tới hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh thì mới có tư cách tấn cấp danh sư ngũ tinh. Hồng sư vừa mới tấn cấp danh sư ngũ tinh không lâu, nói cách khác, thực lực chân thật đang ở trường kiều thiên cảnh sơ kỳ. Nếu như không mượn cảnh giới, chỉ bằng vào lực lượng, chỉ sợ ngay cả một quyền của trương huyền hắn cũng không tiếp nổi. Mới trở thành danh sư tứ tinh được hai tháng hắn đã nắm giữ thực lực có thể so sánh với danh sư ngũ tinh sơ kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ có tên biến thái như hắn mới có loại năng lực này. Thời gian một tháng, không chỉ thực lực của hắn có bay vào to lớn, mà ngay cả mấy người trịnh dương, vương dĩnh cũng có tiến bộ rất lớn. Triệu nhã và lộ sung rời đi khiến cho bọn hắn càng thêm quý trọng thời gian ở chung với trương sư, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Dưới một lượng lớn linh thạch cung cấp, thực lực mỗi ngày đều có biến hóa kinh người. Bốn người lần lượt đột phá hóa phàm cảnh đã vững chắc ở nhị trọng nguyên khí cảnh. Không chỉ có như thế, Trương Huyền lần nữa sửa sang lại Thiên Đạo Võ Kỹ, truyền cho mọi người khiến cho sức chiến đấu của bọn họ cũng gia tăng rất lớn. Nếu nói người tiến bộ chậm nhất, chỉ sợ phải kể tới quản gia Tôn Cường. Tên này đối với tu luyện không có chút hứng thú nào, một khi không chú ý sẽ bắt đầu lười biếng, nếu không phải có Vương Dĩnh chuyên môn giám sát, muốn hắn tiến bộ gần như không có khả năng. Chỉ là, một tháng ngồi ở trên lưng linh thú, không có cách nào rời đi cho nên hắn chỉ có thể không ngừng tu luyện. Trong thời gian một tháng này, hắn cũng từ hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh sơ kỳ đạt đến nhị trọng nguyên khí cảnh đỉnh phong. So với vương dĩnh tu vi cao nhất, thậm chí còn lợi hại hơn một chút. chương 1068, Huyễn Vũ Đế Đô 2 Có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng không phải là vì tốc độ tu luyện của hắn nhanh, thiên phú vượt xa mọi người. Mà là hắn thôn vệ một bộ phận linh hồn của mặc hồn sinh lĩnh ngộ về tu vi của mạc hồn sinh tự nhiên chuyển rời lên trên người hắn. Có nhiều kinh nghiệm như vậy, lại thêm trương huyền chỉ điểm và đầy đủ linh thạch cung cấp, chỉ đề thăng một cấp bậc cũng đã xem như rất chậm. Tu vi mọi người tiến bộ, thật đáng mừng, thế nhưng lúc này trương huyền lại không cao hứng nổi. Bởi vì, hơn 600 viên linh thạch trung phẩm mà hắn cướp đoạt từ Lưu Vân Tông và rất nhiều tông môn đã tiêu hao hầu như không còn, tiêu hao sạch sẽ. Đám người trịnh dương, tôn cường dùng cũng không nhiều, chủ yếu là hắn tiêu phí mà thôi. Lúc trước hắn thúc giục cửu thiên liên thai đã tiêu hao không dưới 2, 300 viên. Khi lộ sung rời đi lại cho một bộ phận, lại thêm hồn lực đột phá hợp linh cảnh, tiêu hao cũng gia tăng gấp bội. Hơn 600 viên linh thạch kiên tỷ đến bây giờ đã coi như là không tệ lắm rồi. Về sau muốn tiếp tục tấn cấp, chỉ sợ chỉ có thể vận dụng viên linh thạch thượng phẩm kia. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền trầm tư. Khi đấu danh sư quán quân được ban thưởng linh thạch thượng phẩm. Thứ này hắn còn không có cam lòng dùng, thậm chí ngay cả cầm đều cũng không có lấy ra. Bây giờ linh thạch trung phẩm trên người đã bị sử dụng hầu như không còn, cũng nên lấy thứ này ra sử dụng. Trương sư sắp đến Huyễn Vũ Đế Đô của Huyễn Vũ Đế quốc rồi. Khi hắn đang muốn mang linh thạch ra nhìn xem thì đã thấy Hồng sư đi tới. Hồng sư không đi cùng những người khác, mà lựa chọn cưỡi một đầu linh thú với hắn. Trên đường đi Trương Huyền cũng giúp hắn giải quyết một ít nan đề trên việc tu luyện, xem như báo đáp và bồi thường việc lúc trước đã phá hoại bảo vật của hắn. Còn vì sao mà hắn hiểu nhiều như vậy, đương nhiên là lão sư chỉ điểm. Dù sao đối phương đối với lão sư của hắn tin tưởng không nghi ngờ, mượn cái thân phận này dùng nhiều một chút cũng không quan trọng. Có hắn chỉ điểm, quả thực Hồng sư có tiến bộ rất lớn, trong lòng cũng âm thầm may mắn đồng thời cũng càng thêm tôn trọng đối vị danh sư có thực lực thấp hơn so với hắn này. Đế đô, Trương Huyền đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, quả nhiên đã thấy có một thành thị khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Tường thành đen như mực khảm nạm ở trên mặt đất, giống như là một cái áo giáp hùng hồn. Rất nhiều kiến trúc xinh đẹp cao ngất đứng sừng sướng ở phía chân trời xa xôi, từ xa nhìn lại giống như từng dãy núi non uốn lượn chập trùng, ghi chép lịch sử tuyên cổ và tang thương. Huyến Vũ đế quốc đã có hơn một vạn năm lịch sử, quốc chủ đời thứ nhất gọi là Diệp Huyến Vũ. Người này dẫn theo bốn huynh đệ, chinh chiến Nam Bắc, lúc này mới tạo ra gian sơn lớn như vậy. Hồng Sư cũng nhìn xuống dưới, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng và bội phục. Phía đông đế đô gần thanh tắc sơn, phía tây tiếp long lân hà, từ xa nhìn lại giống như là một người khổng lồ đang nằm ở dưới đất. Ừm, Trương Huyền cúi đầu nhìn xuống. Đối phương nói không sai, Đế đô này quả thực vô cùng hùng vĩ, chiều ngang tới mấy trăm dặm, giống như như một cái pháo đài to lớn, khiến cho người ta có một loại cảm giác không thể phá vỡ. Mặc dù không ẩn chứa trận pháp, thế nhưng dung hợp tự nhiên, làm cho người ta có một loại cảm giác sạch sẽ, chỉnh tề, không có cách nào phản kháng. Đường chủ danh sư Đường Nguyễn Vũ Đế Quốc, vệ giang là lão sư của ta. Là một vị danh sư ngũ tinh đỉnh phong, là cường giả hóa phàm bát trọng đỉnh phong. Quốc chủ, Diệp Vấn Thiên Bệ Hạ. Thực lực đã đạt đến hóa phàm bát trọng, một thân tu vi sâu không lường được. Hồng Sư giới thiệu, danh sư ngũ tinh đỉnh phong, hóa phàm bát trọng, khóe miệng trương huyền giật giật một cái. Hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh, người đạt tới loại cảnh giới này, linh hồn và thân thể hợp nhất, hồn lực tăng cường, lý giải và kiến thức đối với tu luyện của bản thân sẽ gia tăng rát lớn, lực lượng đi vào trong giai đoạn tăng tốc rất nhanh. Đột phá loại cảnh giới này chính là kiều thiên cảnh kiều thiên cảnh, cầu thông thiên địa chi kiều, con người và tự nhiên sinh ra sự ăn ý đặc thù nào đó, coi như không cần tu luyện thì linh khí cũng sẽ theo cầu nối, không ngừng tẩm bổ thân thể. Khiến cho thực lực của người nọ không ngừng tăng lên. Loại cảnh giới này, bất kể chân khí hay là linh hồn, đều sẽ tăng trưởng mãnh liệt. Đạt tới một loại trình độ đáng sợ, làm cho người ta chính thức có được năng lực rời núi lấp biển. Đột phá tầng này, chính là hóa phàm thất trọng, quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, lực lượng càng thêm chất phác, tinh khiết, càng thêm phù hợp với tự nhiên, hồn lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Về sau mới là võ giả bát trọng đạp hư cảnh, đạt tới loại thực lực này, không chỉ chân khí và linh hồn có tăng vọt to lớn. Càng quan trọng hơn là, tới cảnh giới này đã có thể khống chế một bộ phận quy tắc tự nhiên, có thể đạp không mà đi. Nói cách khác, đã có thể đi thẳng từ trên không trung xuống dưới, chỉ là bởi vì rất khó đi ngang, cho nên cũng không tính là phi hành mà thôi đường chủ danh sư đường nguyễn vũ đế quốc quốc chủ không ngờ đều là loại cao thủ cấp bậc này suy nghĩ một chút cũng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi gần đây coi như thực lực của hắn tiến bộ rất nhiều thế nhưng so với loại siêu cấp cường giả này vẫn còn kém nhiều lắm hoàn toàn không thể so sánh đương nhiên nắm giữ hồng trần đạp thiên bộ nếu như đánh không lại nếu hắn muốn chạy trốn coi như là loại cường giả có thực lực này cũng rất khó đuổi theo. Tin tức hôm nay chúng ta sẽ tới đã báo lên danh sư đường, có lẽ rất nhanh sẽ có người đi tới nghênh đón. Giới thiệu xong, quốc chủ huyễn vũ đế quốc và đường chủ danh sư đường, Hồng Sư cười cười. 28 thế lực thi đấu danh sư, mặc dù ở trong toàn bộ huyễn vũ đế quốc cũng không tính là quá thu hút. Thế nhưng cũng có địa vị nhất định, huống chi còn là do một vị danh sư ngũ tinh tự mình chủ trì. Thu thu thu. Hống hống hống. Vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, mười mấy đầu linh thú phi hành to lớn đã bay thẳng về phía trước. Đầu của những linh thú phi hành này cũng không lớn, phía trên mỗi một cái đầu đều có một đạo thân ảnh đang đứng. Mười mấy đầu linh thú mang theo mười mấy người bay tới. Được rồi, người nghênh đón đã tới, một lát nữa chúng ta đi theo bọn hắn là có thể trực tiếp đi vào bên trong hoàng cung. Mỉm cười, Hồng Sư đang muốn nói chuyện thì đã nghe thấy phía trên linh thú ở phía trước có một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên lên. Hồng Thiền, đã lâu không gặp, chỉ là, lần này ngươi tới không phải lúc, trở về đi. chương 1069, ngăn cản một. Không phải lúc, trở về. Trương huyền nhướng mày, đây dường như không phải nghinh đón, mà là khiêu khích ha. Nếu như là nghinh tiếp, như vậy làm sao có thể trực tiếp bảo người ta trở về cơ chứ? Những danh sư khác trên lưng linh thú cũng nhô đầu ra, muốn nhìn một chút, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là ai có lá gan lớn như vậy, ngay trước mặt Hồng sư mà dám nói như vậy. Phùng Vũ, nghe thấy người này nói như thế, Hồng sư nhướng mày hỏi. "Không sai." Người bên trên đầu linh thú đi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, hai bên đã bay tới gần, đại khái chỉ còn cách nhau mấy trăm mét, đã có thể nhìn thấy rõ là một lão giả hơn 50 tuổi, người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, tròm dâu có ba sợi màu nâu xanh bay theo gió, bộ dáng rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Tại hạ phụng lệnh danh sư đường và lời mời của huyễn vũ đế quốc đến đây, đương nhiên sẽ không trở về. Nếu như phùng huynh muốn ta về, như vậy tại hạ cũng có thể đưa đi đoạn đường. Hồng sư mở miệng, nói xong, hắn thấp giọng giới thiệu. Phùng vũ này là đường chủ danh sư đường của phong nguyên đế quốc, không hợp nhau với ta. 28 thế lực dưới hồng phong đế quốc chúng ta tiến hành thi đấu thì bọn họ cũng tiến hành. Phong nguyên đế quốc, phong nguyên đế quốc, một trong tứ đại chư hầu quốc. Trương Huyền gật đầu. Trên đường tới đây, mặc dù tu luyện tương đối nhiều, thế nhưng có đôi khi hắn cũng hỏi thăm một ít chuyện từ miệng vị danh sư ngũ tinh này, cũng biết phân cấp của huyến vũ đế quốc. Huyến vũ đế quốc là một đế quốc nhị đẳng, phía dưới chia làm bốn nước chư hầu, theo thứ tự là hồng phong đế quốc, Phong Nguyên Đế Quốc, Tiềm Phong Đế Quốc, Trục Nguyệt Đế Quốc. Bốn quốc gia này là năm đó khi Hoàng đế Diệp huyễn vũ kiến quốc, phân đất phong hầu cho bốn huynh đệ cùng nhau giành chính quyền với hắn. Tuy rằng nói là ngang hàng với huyễn vũ đế quốc, thế nhưng trên thực tế lại thấp một cấp bậc nhỏ. Bốn nước chư hầu đều nắm trong tay rất nhiều tiểu quốc và thế lực. Cũng giống như hồng phong đế quốc của hồng sư vậy, nắm trong tay 28 thế lực. Cũng chính là vạn quốc liên minh, lưu vân tông các loại, ba nước chư hầu khác, cũng không kém bao nhiêu, đều có phạm vi thế lực và phân chia quốc gia nhất định. Nếu như dùng đẳng cấp kiếp trước để cân nhắc, huyễn vũ đế quốc là quốc gia hoàn chỉnh. Mà Hồng Phong, phong nguyên những nước chư hầu này chính là hành tình. Mà 28 thế lực là huyện thị, hiên viên phong hào vương quốc thì là hương chấn, vương quốc nhất đẳng, vương quốc nhị đẳng thì sẽ có cấp bậc như là nông thôn, đại đội vậy. Các nước chư hầu khống chế rất nhiều thế lực, cũng giống như Hồng Phong đế quốc, cũng tiến hành thi đấu danh sư. Đương nhiên cũng có danh ngạch và cơ hội đi vào hóa thanh trì. Ừm, ta còn tưởng rằng là người của Hoàng thất huyễn vũ đế quốc tới đón chúng ta. Không nghĩ tới bọn họ đã có được tin tức trước, chúng ta là danh sư đường ngang cấp, ở giữa khó tránh khỏi đọ sức với nhau, chuyện trực tiếp ngăn chặn như thế này, chỉ sợ kẻ đến không có ý tốt. Hồng sư nhíu mày, Trương Huyền gật đầu, đối phương nói chuyện không có chút khách khí nào, Nhất định không phải tới đây để nói chuyện phiếm Quả nhiên Trong lúc hai người đối thoại Phùng vũ danh sư ở phía đối diện đã nhóng mày lên Thanh âm từ phía đối diện truyền đến Ta có ý tốt nói cho ngươi biết Ngươi còn không nghe Hồng phong đế quốc cách nơi này xa nhất Ngươi tới muộn cho nên có lẽ có một chút chuyện ngươi không rõ Vậy để ta nói cho ngươi nghịt một chút Năm nay mặc dù danh ngạch đi vào hóa thanh chỉ không thay đổi Thế nhưng diệp tiền thái tử của Hoàng thất đã muốn ba cái đương nhiên danh ngạch chỗ chúng ta cũng ít đi. Nói cách khác, các ngươi đã không có chỗ trống, hiện tại trở về đi, nếu không đi qua thì cũng là tự chuốc nhục nhã. Muốn thêm ba danh ngạch, hồng sư nhướng mày, hóa thanh chỉ giống như âm dương chỉ vậy, có hạn chế về danh ngạch. Thế nhưng cơ bản đều đã phân phối xong, làm sao có thể có hát siêu tới chậm thì không có vị trí, đường đường là thái tử cướp đoạt danh ngạch của các nước chư hầu sao. Không sai, Ta thấy các ngươi vẫn nên đi tới Hồng Viễn Danh sư học viện đưa tin đi, dù sao tiếp tục ở lại cũng đã không có ý nghĩa gì nữa." Phùng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. "Có ý nghĩa hay không, không phải ngươi nói là được, cũng không nhọc phí tâm Phùng sư." Biết đối phương ngăn lại nhất định là có âm mưu, không muốn dây dưa nhiều với hắn, Hồng sư khoát tay chặn lại, xoay người nói một câu. "Khống chế linh thú, chúng ta đi tới danh sư đường trước." Những linh thú phi hành này đều là thuê Do người của thú đường khống chế, có thể nghe theo lời phân phó, kết đội phi hành. Dầm dầm, mệnh lệnh một chút, dưới sự khống chế của thuần thú sư, rất nhiều linh thú xếp thành một hàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dương cánh bay cao. Không thiền, người làm như vậy cũng không có ý nghĩa, ta hảo tâm tới nói cho người biết. Người không lĩnh tình ngược lại thì thôi đi, xoay người rời đi, có ý gì vậy? Phùng Vũ nhíu mày một cái, danh ngạch có đủ hay không? ta tự sẽ đến hỏi lão sư và bệ hạ. Hồng sư khoát tay chặn lại. Xoạt, linh thú phi hành dưới thân đồng thời dương cánh, muốn vượt qua đối phương, bay về phía trời cao. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, trần mặc. Thấy hắn không nghe lời khuyên can của bản thân, một lòng muốn đi, trong mắt phùng vũ hơi híp lại, quay đầu kêu một tiếng. Vâng, một thanh niên ở phía sau lên tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái cổ cầm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Hắn nhẹ nhàng gẩy một cái, thanh âm vang lên. Leng keng, leng keng. Tiếng đàn chợt cao chợt thấp, vang vọng ở trên không trung, truyền vào trong tai khiến cho người ta có một loại cảm giác nhẫn nhụi, rất là dễ nghe. Đánh đàn làm gì? Không biết. Nghe thấy bên trong tiếng đàn chẳng những không có ý sát phạt, ngược lại còn mang theo thanh âm giả dích, nghe vô cùng thoải mái, mọi người cảm thấy kỳ lạ. Chặn đường ở trên không trung, nhất định có là có mục đích của hắn. Hiện tại muốn rời khỏi, đối phương lại đánh ra tiếng đàn không chút gãi ngứa như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Mặc dù có nghề nghiệp như ma âm sư, có thể lợi dụng sóng âm để tiến hành công kích với người ta. Thế nhưng đây cũng là công kích linh hồn, khiến cho người ta sinh ra huyễn cảnh, âm nhạc gió êm sóng lặng như vậy, muốn làm cho bọn họ bị thương tổn. Không thể nào. Càng quan trọng hơn là, mặc dù bọn họ không phải quá mạnh, thế nhưng cũng đều là danh sư tứ tinh đỉnh phong. Còn một vị ngũ tinh, phải có bao nhiêu lực công kích thì mới có thể khiến cho tất cả mọi người chịu ảnh hưởng cơ chứ? Không đúng, không phải là công kích chúng ta, là công kích linh thú. Hồng sư đột nhiên kịp phản ứng, tối sầm mặt lại. Chương 1070, ngăn cản hai. Linh thú. Mọi người sững sờ, vội vàng nhìn về phía thuần thú sư phụ trách khống chế linh thú, quả nhiên đã thấy sắc mặt bọn tái xanh. Phản ứng không chậm a hát, không sai thiên âm tịch tuyệt của Trần Mặc quả thực có thể thôi miên linh thú. Khiến cho nó không có cách nào nhẹ nhõm tiến lên, nói cách khác, chỉ cần bên này âm nhạc không ngừng, như vậy các ngươi ẽ không có cách nào tiến lên. Phùng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên âm tịch tuyệt. Hồng Sư đang muốn khởi động linh thú dưới thân thì quả nhiên đã cảm thấy linh thú đã mất đi cảm ứng với mình, nó chỉ có thể lơ lửng ở trên không trung. Nếu muốn tiến lên, căn bản không làm được giống như đã bị giam cầm ở bên trong lồng giam, không có cách nào đi tới được nữa. Không thể tiến lên, đương nhiên cũng không tới được đế đô, chớ đừng nói là đi vào hoàng thành. "Phùng Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Vẻ mặt khó coi, Hồng Sư lạnh lùng nhìn sang. "Không làm gì, chỉ muốn giữ chư vị ở chỗ này chờ một ngày mà thôi." Phùng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu dặn dò. "Trần Mặc, cứ ở nơi này đánh đàn, để bọn hắn không có cách nào tiến lên." vâng thanh niên gọi là trần mặc lên tiếng bàn tay múa tiếng đàn lanh lành vang vọng hừ chẳng lẽ ngươi cho là ta không có biện pháp hay sao không nghĩ tới đối phương mềm không được lại chơi bài cứng trực tiếp không cho bọn họ tiến lên hồng sư tức giận tới mức nhướng mày ngón tay giơ lên làm kiếm nhẹ nhàng bắn ra một cái ô ô một đạo thanh âm chói tai vang lên một đạo kiếm khí từ bên trên đầu ngón tay bắn ra ngoài đâm thẳng về phía cổ cầm trong tay trần mặc chỉ cần đánh nát đàn, không có thanh âm thì ràng buộc linh thú tự nhiên cũng bị giải trừ. Chỉ là, kiếm khí còn chưa tới trước mặt thì đã nghe một tiếng, ông, không khí sao động, phía trước trần mặc xuất hiện một cái màn bảo hộ to lớn. Cho dù hồng sư công kích cũng không thể bài trừ. Là trận pháp, bên trên người mười mấy đầu linh thú liên hợp lại với nhau. Bố trí ra một cái trận pháp phòng ngự, chuyên môn bảo hộ trần mặc này. Chúng ta đang ở khoảng cách xa như vậy, có trận pháp này thủ hộ, căn bản không công kích đến được. Trương Huyền lắc đầu, vừa rồi hắn đã cảm thấy kỳ lạ, đối phương mang nhiều người như vậy làm gì, đều là danh sư, không có khả năng thật sự đánh nhau, hóa ra là có mục đích như vậy. Những người này cũng đều là trận pháp sư, trên người mang theo đồ vật gì đó, lại lấy linh thú làm trận kỳ, bố trí một cái trận pháp có tính phòng ngự ở chung quanh Trần Mặc này. Nếu như ở khoảng cách gần, đừng nói là Hồng sư, coi như hắn cũng có thể dùng một quyền đánh tan nhưng tranh lệch khoảng cách mấy trăm mét như vậy bản thân lực công kích đã yếu đi đối phương lại có sớm chuẩn bị muốn đánh chúng ngăn cản đối phương đánh đàn chỉ sợ sẽ rất khó chỗ đáng sợ của ma âm sư là ở đây chỉ cần là nơi mà thanh âm có thể truyền tới thì có thể sinh ra công kích bỏ qua tất cả ngăn cản vật lý nhất định đối phương cũng đã đoán ra điểm ấy cho nên mới có thể ỉ lại không sợ gì đáng giận hồng sư cắn chặt răng trương huyền có thể nhìn ra tự nhiên hắn cũng có thể suy nghĩ ra bị đối phương vây ở chỗ này chỉ ít cũng cách xa mặt đất hơn ngàn mét không thể đi xuống cũng đi không được quả thật phiền phức rất lớn danh ngạch mà hắn nói rất có thể là thật có lẽ hôm nay sẽ có kết quả vây khốn ta bọn họ một ngày chỉ cần không tới nơi như vậy sẽ rất có khả năng không chiếm được có lẽ hắn có chủ ý này hồng sư nói đúng vậy a à. trương huyền gật đầu Chuyện này rất dễ đoán, danh sư lại có thể quan sát tỉ mỉ, đối phương cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu như còn không nhìn ra, quả thực có thể đập đầu chết đi. Từ không trung nhìn thấy đế đô rất gần, nhưng nếu đi bộ, không có thời gian nửa ngày thì sẽ không đến được, lại nói, hiện tại chúng ta thân đang ở trên không trung, linh thú không có cách nào phi hành. Như vậy chẳng khác nào bị vây ở nơi này, không thể đi xuống, lên cũng không nổi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? hồng sư dấp táp gấp gáp nếu như bởi vì như vậy mà mất đi danh ngạch coi như sau đó tìm đối phương gây phiền phức thì cũng vô ích nhưng bây giờ bị nhốt ở trên không trung muốn ngăn cản đối phương đánh đàn cũng không làm được chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn danh ngạch bị lấy đi hay sao kỳ thật muốn giải quyết cũng rất đơn giản trương huyền cười cười đơn giản đơn giản thế nào hồng sư sững sờ khoảng cách xa như vậy công kích không đến mà chúng ta lại không thể bay qua. Bay qua, quá phiền toái. Trương Huyền lắc đầu, quay đầu phân phó một tiếng. Chư vị, bảo linh thú của mình đóng lỗ tai lại. Tốt, nghe thấy hắn nói chuyện, mọi người sửng sốt một chút, thế nhưng vẫn gật đầu. Đối với vị danh sư đứng thứ nhất khi thi đấu này, bọn họ vẫn tương đối tin tưởng. Rất nhanh, rất nhiều linh thú đã đóng lỗ tai lại. Sau cây ếch làm xong, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, Nhìn về phía trước. Đơn giản, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, Hồng sư, đây chính là học sinh của ngươi sao? Làm sao càng ngày lại càng lui bước, không hiểu quy củ như vậy chứ? Trường bối nói chuyện, nào có chỗ cho một tiểu nhân vật xen vào. Nghe thấy hai người nói chuyện, Phùng Vũ cười lạnh một tiếng, đang muốn quát lớn vài câu thì chỉ thấy thanh niên ở phía đối diện mở miệng ra, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hống, hô, hô, hô. Cô, còn không có kịp phản ứng thì linh thú dưới thân đám người phùng vũ đã trực tiếp rơi tự do rơi xuống đất, rơi thẳng xuống phía dưới. Bọn ta, làm sao lại có tình huống này, a à Trường 1071, bọn họ rơi xuống. Một, trong tiếng kêu thảm, phùng vũ như là phát điên. Từ độ cao hơn 1.000 mét trực tiếp rớt xuống, coi như hắn là danh sư vô tinh, cường giả hóa phàm lục trọng thì cũng phải mất gần nửa cái mạng những linh thú này đều được vần phục, mỗi một đầu đều phi hành rất vững, làm sao lại trực tiếp rơi xuống cơ chứ? Là, tiếng giống của tiểu tử kia. Sửng sốt một chút, hắn cũng hiểu ra, nhất định là tiếng giống của tên vừa rồi kia. Thanh âm như là long ngâm, tự trên trời mà tới. Đối với người thì cũng không tính là gì, thế nhưng đối với linh thú, như vậy chúng nó sẽ không chịu nổi. Không có trực tiếp thổ huyết ở trên không trung, sau đó mất đi cũng đã rất không tệ rồi nhanh dừng lại, phi hành cho ta. Biết đây không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn giết lên một tiếng, vội vàng câu thông cùng với linh thú dưới thân. Kết quả hắn đau khổ phát hiện ra, những linh thú này giống như đã chết rồi vậy, chẳng những không có đáp lại, ngược lại mỗi một đầu đều run lẩy bẩy, ngay cả lực lượng phi hành cũng không có. Đáng giận, nhìn phía dưới càng ngày càng gần mặt đất, phùng vũ tức giận tới mức sắp thổ huyết. Chuyện này là sao? Vốn hắn đã chuẩn bị xong trận pháp, để trần mặc ra tay sau đó ngăn lại đối phương chuyện này không có một chút sơ hở nào thế nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến người ta cũng có công kích âm ba hơn nữa hiệu quả so với bên hắn còn mãnh liệt hơn nhiều thanh âm của trần mặc nghe cảm thấy yêu mỹ đi tới nơi khác có thể coi như biểu diễn kiếm chút tiền tài mà sóng âm của tên này thì trực tiếp mất mạng không thiền ta sẽ trở lại điên cuồng gầm rú Lời còn chưa dứt thì đã cảm thấy dưới thân đột nhiên dừng lại, một cỗ lực trùng kích to lớn truyền tới. Phịch phịch, cả người nặng nề ngã xuống trên mặt đất, tạo ra một xê cái hố ái to lớn, lực trùng kích mạnh mẽ truyền lại khiến cho xương cốt cả người hắn không biết đã gãy mất mấy chỗ. Miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu, chạy tới ngăn cản đám người hồng thiền, khiến cho bọn hắn không có cách nào đi vào đế đô. Kết quả, người không có ngăn cản được mà nhóm người mình lại bị ngã gần chết suy nghĩ một chút cũng đã khiến cho hắn cảm thấy nổi điên. Giấy dụa thân thể đứng lên, lại nhìn qua chung quanh, chỉ thấy đám người trần mặc còn thảm hại hơn, tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít, nếu chậm chế, chỉ sợ tất cả em muốn chết ngay tại chỗ. Những người này, chỉ có tu vi hóa phàm tứ trọng, loại thực lực này chiến đấu còn không yếu. Thế nhưng từ nơi cao như vậy rơi xuống thì coi như trực tiếp nghỉ cơm nếu như không phải có linh thú dưới thân xem như khiên thịt, giảm sóc một chút. Như vậy đoán chừng cả đám đã ngã chết tại chỗ rồi. Đáng giận, càng nghĩ càng giận, hắn lần nữa gào thét, vội vàng lấy ra đan dược chữa thương, cho mọi người ăn vào. Hắn lòng tin 10 phần chạy tới ngăn cản, vốn cho rằng sẽ dễ như trở bàn tay, ai ngờ người không có ngăn lại được mà ngược lại còn té chết mấy đầu linh thú, ngay cả mình cũng bị thương nặng. Hồng Thiền, còn tên kia nữa, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lần nữa gào thét, phùng vũ giận dữ ngập trời. Rơi xuống, phùng vũ phía dưới tức giận tới mức nổ tung, đám người hồng sư phía trên thì trợn mắt, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sớm biết trương sư rất lợi hại, có thể làm ra thủ đoạn không tầm thường gì đó. Thế nhưng xem như có mơ thì bọn họ cũng không có nghĩ đến, lại không tầm thường như thế. Một tiếng giống đã khiến cho mười mấy đầu linh thú từ trên không trung rơi xuống, chủ nhân có kêu la cũng không có tác dụng như vậy cũng quá mạnh mẽ a à. như vậy chẳng phải đã chứng minh ai dám cưới linh thú theo đuổi hắn thì sẽ phải đối mặt nguy hiểm với té ngã hay sao bọn họ có thể ngã chết hay không nuốt một ngụm nước bọt hồng sư không nhịn được nói bất kể nói thế nào thì cũng là danh sư cùng cấp bậc với hắn người mạnh như thế không phải bị người ta đánh bại mà là từ không trung rơi xuống rồi ngã chết nếu chuyện này truyền đi đoán chừng sẽ bị người ta chế giễu mấy trăm năm, trở thành chỗ bẩn cả đời. Khoảng cách cao như vậy, có lẽ rơi xuống không chết, thế nhưng... Cũng quá sức, mặc kệ hắn đi, chúng ta vẫn nên nhanh đi tới Hoàng Thành đi, đối phương ngăn cản như thế, nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi. Trương Huyền khoát tay chặn lại. Nếu không làm như vậy thì hắn cũng không có biện pháp nào khác, mặc dù có thể phi hành, thế nhưng phía đối diện lại có cường giả hóa phàm lục trọng, hắn đánh không lại a hát suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có một chiêu này mà thôi. Còn việc có thể ngã chết hay không thì mặc kệ hắn ta. Muốn tìm nhóm người mình gây phiền phức thì phải nghĩ đến sẽ tiếp nhận hậu quả gì. Nói thật, trừng phạt như vậy đã coi như là nhẹ rồi. Cũng đúng, đi thôi. Có thể trở thành danh sư ngũ tinh, đương nhiên cũng không phải là người lòng dạ mềm yếu, hồng sư khẽ gật đầu. Lại ra lệnh cho linh thú dưới thân tiếp tục bay đi về phía huyễn vũ đế đô không có tiếng đàn của trần mặc công kích tất cả linh thú đều khôi phục lại tốc độ phi hành cực nhanh sau mấy phút đồng hồ đã thấy một tòa kiến trúc nguy nga xuất hiện ở trước mắt hùng vĩ khí phái khiến cho người ta có một loại cảm giác tôn quý đây chính là huyễn vũ hoàng cung không cho phép linh thú phi hành tới gần ta thấy chúng ta nên đáp xuống quảng trường trước mắt đi hồng sư chỉ về phía trước linh thú dưới thân lập tức lượn vào ngồi bay đi về phía quảng trường ngoài hoàng cung sau đó chậm rãi hạ xuống. vừa rời khỏi lưng linh thú thì đã thấy có mấy người mặc trường bào danh sư tiến lên đón tiếp. hồng sư, người đã đến. người nói chuyện này trước ngực có bốn quả ngôi sao lấp lánh, là một vị danh sư tứ tinh. trang tần, không phải ta đã bảo ngươi nói cho lão sư hay sao? làm sao? không những không có người tiến lên đón, ngược lại còn để đám người phùng sư tới. hồng sư nhíu mày một cái. Trang Tần này cũng không phải là người của huyễn vũ đế quốc, mà là người của danh sư đường Hồng Phong đế quốc. Đã sớm được phái tới, đi sắp xếp công việc sau khi bọn họ chạy tới. Trước đó hắn đã nói đã liên hệ với người huyễn vũ đế quốc, ít là chỉ người này. Các ngươi đã gặp phùng sư. Trang Tần biến sắc, tràn ngập lo lắng nhìn qua. Hắn, không có làm gì các ngươi chứ? Không có. Trường 1072, bọn họ rơi xuống. Hai, Hồng Sư lắc đầu, có chút nghi ngờ nhìn qua. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta mang tin tức hôm nay bọn ngươi đến bẩm báo cho vệ sư. Người phái linh thú phi hành bảo chúng ta nghênh đón, ai ngờ. Còn chưa có cất cánh thì đã bị đám người phùng sư ngăn lại. Người cũng biết rồi đó, hắn là danh sư ngô tinh, ta cũng không có cách nào. Sắc mặt trang tần rất là khó coi giải thích qua một lần. Vốn dĩ hắn đã đi đón mọi người, kết quả linh thú phi hành bị cướp đi, cho nên chỉ có thể lo lắng xuông ở nơi này chờ đợi. May mắn, thoạt nhìn không có việc gì. Nghe Phùng Vũ nói, danh ngạch thiếu đi ba cái, có phải thật vậy hay không? Biết không thể trách được trang tần trước mắt này, lại thêm mọi người cũng không có tổn thất gì. Cho nên Hồng Sư cũng không xoắn suýt vấn đề này, hắn tiếp tục hỏi. Vâng, Trang Tần nhẹ gật đầu. Tu luyện ở Hóa Thanh Trì, bốn nước chư hầu, mỗi nước có ba danh ngạch tổng hợp lại là 12 cái, mà bên huyễn Vũ Hoàng thất cũng có 3 cái. Cộng lại tổng cộng là 15. Đám người hồng sư gật đầu. Hóa thanh chỉ 10 năm mở ra một lần, danh ngạch chỉ có 15 cái, những việc này bọn họ cũng đều biết, không tính là bí mật gì cả. 15 cái danh ngạch này là quy củ năm đó lão tổ khai quốc, huyễn Vũ Bệ Hạ quyết định. Người người đều biết, cũng chưa từng thay đổi qua, chỉ là... Lần này thì lại không giống. Trang Tần trần chờ một chút rồi nói. Phi Nhi công chúa của Hồng Viễn Đế Quốc biết tin tức hóa thanh chỉ mở ra. Cho nên mới đi tới đây, muốn. Bốn cái danh ngạch, Hoàng thất nhường ra một cái, cũng đã xác định quy củ, ba cái còn lại sẽ do bốn nước chư hầu đưa ra. Phi Nhi công chúa. Hồng sư sững sờ. Hồng Viễn Đế Quốc, đây chính là đế quốc nhất đẳng, tài nguyên gì mà không có cơ chứ. Chạy tới một cái đế quốc nhị đẳng cướp danh ngạch làm gì đây? còn một hơi muốn bốn cái lại nói vị phi nhi công chúa này là ai chưa từng nghe qua a hát phi nhi công chúa là học viên của hồng viễn danh sư học việt nghe nói là học tỷ của thái tử diệp tiền trang tần có chút lúng túng nói mặc dù ngôn ngữ của hắn bình thường lời nói có chút quanh co thế nhưng nghe một hồi mọi người cũng đều hiểu ra được diệp tiền cũng là một vị danh sư có thiên phú ba năm trước đây đã được danh sư đường Nguyễn Vũ Đế Quốc đề cử đến Hồng Viễn danh sư học viện để bồi dưỡng. Mà vị phi nhi công chúa này cũng là học viên, nghe nói danh khí rất lớn, càng là học tỷ của Thái tử Diệp Tiên. Mà Diệp Tiên, có lẽ là ngưỡng mộ đối phương, hoặc là xuất phát từ mục đích khác, cho nên mới cố ý nói ra điểm thần bí của Hóa Thanh Trì, lại mời nàng đến đây. Đầu tiên là mượn cơ hội lấy lòng, sau đó mới xuất hiện một màn như thế này có thể có danh khí rất lớn ở trong danh sư học viện, chỉ sợ thấp nhất cũng là nửa bước danh sư Ngô Tinh, lại thêm thân phận công chúa của đế quốc nhất đẳng. Quả thực cũng đáng để thái tử kết giao. Khó trách trước đó phùng sư đã nói, thái tử muốn ba danh ngạch. Nói như vậy, quả thực tương đương với gạt bỏ danh ngạch của bọn họ. Đế quốc nhị đẳng kết giao với đế quốc nhất đẳng, cống danh ngạch ra. Chuyện này cũng không tính là gì, chỉ là bệ hạ có nói sẽ phân chia danh ngạch như thế nào hay không. Hồng sư nhìn qua rồi hỏi: Làm đế quốc đẳng cấp thấp vì kết giao với danh sư cao cấp hơn, đế quốc cao cấp hơn mà đưa ra danh ngạch. Chuyện này cũng không có gì đáng trách, điểm ấy cũng có thể tiếp nhận được. Chỉ là bốn nước chư hầu tặng ra ba danh ngạch, phân chia như thế nào cũng nên có điều lệ a. À. Nếu không, nhất định mọi người ai cũng không phục ai. Bệ hạ để cho chúng ta tự mình giải quyết. Buổi tối hôm nay thái tử điện hạ sẽ thiết hiến ở Đông Cung ý định giải quyết chuyện quy củ này. Trang Tần nói, hắn đã báo lên tin tức đám người Hồng Sư ngày hôm nay sẽ tới với Diệp Tiền, cũng đã xác định đêm nay sẽ thiết yến mời các nước chư hầu tới giải quyết vấn đề. Cho nên, mới có chuyện Phùng Vũ ngăn cản. Một khi bọn họ bị vây ở trên không chung một ngày không thể di chuyển, không tham gia được yến tiệc. Như vậy không cần nghĩ, ba danh ngạch nhất định sẽ là Hồng Phong đế quốc bọn họ đưa ra. Dù sao, danh ngạch chỉ có ba cái, thiếu một cái, ai cũng không tình nguyện. Đã có không muốn, lại có quan hệ cạnh tranh như vậy, sao lại không làm? Lại nói, ai bảo các ngươi tới chậm? Có lẽ đây không phải là ý tứ của một mình phùng, tiềm phong, trục nguyệt. Mấy lão gia hỏa danh sư đường này, nhất định bọn họ cũng tham dự. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Hồng Sư hừ lạnh một tiếng. Ngăn cản nhóm người mình, đối với hai thế lực khác cũng có chỗ tốt, cho nên không thể nào là chủ ý của một mình phong nguyên đế quốc mà là chủ ý sau khi những người kia đã thương nghị qua phùng vũ chỉ là người ra mặt mà thôi may mắn trương sư đã phá vỡ kế hoạch của đối phương nếu không ba cái danh ngạch nhất định sẽ do bọn họ đưa ra nếu như vậy thực sự khóc không ra nước mắt nếu là yến tiệc như vậy hiện tại còn sớm cứ về chỗ ở trước thuận tiện ta đi thăm hỏi mấy lão già kia một chút hồng sư hất ống tay áo lên thân là danh sư ngũ tinh, có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Người còn chưa tới thì đã bị đối phương bố trí, cơn giận này, làm sao có thể nuốt được, đương nhiên phải tìm trở về. Chỗ ở ta đã chuẩn bị xong, ngay cách đây không xa, ta sẽ mang các người qua đó. Biết đây là mâu thuẫn giữa các danh sư ngũ tinh, bản thân không có tư cách chen lời vào, Trang Tần đành phải nói sang chuyện khác. Hắn dẫn đường ở phía trước, mới vừa đi mấy bước thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trong lòng có chút nghi hoặc nhìn qua. Hồng sư, nhìn, dáng vẻ của phùng sư, nhất định đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ gây phiền phức cho các ngươi, làm sao các ngươi thoát khỏi được chứ. Cái này, hồng sư trần chờ một chút rồi nói. Chúng ta gặp nhau ở trên không trung, sau đó, bọn họ rơi xuống, rơi xuống. Trang tần sướng sờ đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng chương 1073, danh sư khiêu chiến. Một, có ý gì? Từ trên lưng linh thú rơi xuống, hay là linh thú cũng rơi xuống? Những linh thú này đều là linh thú mà Hoàng thất huyễn vũ đế quốc chuyên môn thuần phục, coi như không phải là thuần thú sư thì cũng có thể khống chế. Mục đích là vì muốn tạo thành một quân đoàn chiến đấu trên không trung. Mà đám người phùng vũ, kém cỏi nhất cũng là danh sư tứ tinh, cấp bậc của mình không thấp, làm sao sẽ trực tiếp rơi xuống được chứ? Trang Tần rất là nghi hoặc. "Đừng quản những chuyện này, về chỗ ở trước đi. Biết chuyện này có giải thích thì cũng không có người nào tin tưởng, lại còn phí miệng lưỡi." Hồng sư không nói thêm lời nào nữa. "Vâng." Thấy hắn không nói, Trang Tần cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn mang theo mọi người nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Chỗ ở cách nơi này cũng không xa, là một phủ đệ rộng lớn, mặc dù người tới rất nhiều, thế nhưng cũng đều có thể ở lại. Trương Huyền mang theo đám người tôn cường, trịnh dương, muốn một đình viện độc lập, vừa vặn, yên tĩnh. Thứ hai, khi chỉ điểm học sinh cũng tránh cho bị người khác quấy dày. Khi tất cả mọi người đã được sắp xếp xong, Hồng Sư và Trương Sư thương nghị rất lâu. Lúc này hắn mới nổi giận đùng đùng đi ra khỏi đình viện. Mấy tên kia dám chơi xỏ hắn, cơn giận này, dù thế nào hắn cũng phải lấy lại. Cách phủ đệ của đám người Trương Huyền ở lại không xa trong một căn phòng rộng lớn hai lão giả nhìn tên thanh niên phía dưới vừa đến đây bẩm báo hai người đều nhíu mày nói ngươi nói cái gì đám người hồng thiền đã tới hơn nữa còn đã vào đình viện của chúng sao vâng thanh niên này gật đầu không có khả năng a hát không phải phùng vũ đã đi ngăn cản hay sao một lão giả không nhịn được nói chẳng lẽ hai bên không có gặp nhau không đúng từ hồng phong đế quốc tới đây chỉ có một con đường đó chỉ cần vào thành ở nơi đó thì nhất khẳng định sẽ gặp nhau, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Một lão giả khác dường như cũng không quá tin tưởng. Cái này, ta cũng không biết, đã phái người đi tra xét, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tin tức. Thanh niên kia nói, khi Phùng Sư và hai vị lão giả này thương nghị thời điểm hắn cũng ở bên người. Dựa theo tình huống bình thường, nhất định có thể ngăn lại đám người hồng thiền. Khiến cho bọn hắn trong một ngày không vào được đế đô. Kết quả, Bên này còn chưa có được tin tức gì thì người của đối phương đã đến. Xem như hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ừm, nhanh tra một chút, để xem phùng vũ này làm ăn thế nào. Lão giả thứ nhất khoát tay áo, thanh niên kia lập tức lui ra ngoài, không lâu sau, hắn lại vội vã đi tới. Dường như hắn đã nhận được tin tức quá mức xung động, cho nên đến bây giờ vẫn còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa được. Tra ra được chưa? Có chuyện gì xảy ra? lão giả thứ nhất hỏi. Phùng sư và đám người hồng thiền hồng sư quả nhiên gặp nhau ở ngoài thành, chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra. Linh thú mà đám người phùng sư cưỡi đột nhiên mất khống chế, từ trên không trung rớt xuống. Thanh niên nói ra tin tức vừa mới nhận được. Nói xong, chính hắn cũng không tin. Rơi xuống, linh thú mất khống chế. Chuyện này sao có thể? Hai lão giả này trợn mắt nhìn nhau. Nói đùa cái gì vậy? Đây chính là linh thú mà huyễn vũ đế quốc tuyển chọn tỉ mỉ, không biết đã huấn luyện thời gian bao lâu. Coi như đột nhiên có sự cố thì cũng sẽ yên lặng mang người đưa đến mặt đất. Còn trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, không phải ngươi đang nói chuyện cười đó chứ. Tin tức vừa mới truyền tới, chắc chắn 100%. Nhắc tới cũng kỳ lạ, có người vừa vặn đi qua nơi đó. Đã dùng ngọc tinh ghi chép lại cảnh tượng lúc đó. Cổ tay thanh niên này khẽ đảo, lấy ra một khối thủy tinh bị người của chúng ta gặp cho nên mới dùng tiền mua lại nhìn thấy đám người hồng sư xuất hiện người hắn phái đi nghe ngóng tin tức đã vừa vặn gặp một nhóm thương khách đoàn từ phương hướng hồng phong đế quốc đi tới người này hỏi một chút kết quả lại lấy được thứ này không thể không nói vận khí của bọn họ vô cùng tốt mau mở ra nhìn xem lão giả thứ nhất vội vàng nói thanh này gật đầu rót chân khí vào ông một tiếng vang lên bên trong xuất hiện mấy chục đầu linh thú phi hành nhìn vị trí ghi chép từ khoảng cách rất xa cái gì cũng không nghe được chỉ có điều có thể loáng thoáng nhìn ra song phương đang đối đầu là phùng sư và hồng sư nhìn thoáng qua lão giả thứ nhất đã nhận ra được bọn họ đã quen biết mấy năm giữa song phương vẫn hết sức quen thuộc trần mặc đã xuất thủ hình ảnh nhoáng một cái đã thấy thanh niên trên lưng một đầu linh thú lấy ra cổ cầm, đàn tấu lên. Ngay sau đó hồng sư xuất thủ, không công mà lui. Đúng như kế hoạch, không có bất cứ vấn đề gì a à hát. Làm sao lại không có ngăn lại được chứ? Lão giả thứ nhất vô cùng nghi hoặc, đang muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra sai lầm chỗ nào thì đã thấy đám người phùng sư trong hình dường như không kịp phản ứng. Thân thể rơi thẳng xuống dưới, sau đó, mặt đất bốc lên bụi bặm, tựa như một cây nấm vậy. Cái này, mọi người nhìn nhau chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phùng sư đâu hiện tại hắn thế nào rồi sau khi hết khiếp sợ hai người vội vàng nhìn qua đây chính là vị trí không trung hơn ngàn mét trực tiếp rơi xuống như vậy ngay cả mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to người không phải sẽ ngã chết tại chỗ đó chứ ta đã phái người đi đón có lẽ rất nhanh sẽ đến thanh niên vội vàng gật đầu lời còn chưa dứt thì chỉ thấy phùng sư đã được người khác diều tới. Lúc này toàn thân phùng sư quấn đầy băng vải, giống như là một xác ướp, khắp khuôn mặt đều là bùn đất à máu tươi. Tròm dâu ba sợi trước đó cũng thiếu chút rơi sạch, đừng nói là tiên phong đạo cốt. Ném ra ngoài, không bị xem như ăn mày đã là tốt lắm rồi. Phùng sư, ngươi, lão giả thứ nhất không nhịn được hỏi. Ta, ta muốn giết hồng thiền, giết tiểu tử kia. Giết lên một tiếng, Phùng Vũ điên cuồng giống giận, tiếng giống còn không có kết thúc thì đã nghe được một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Giết ta, được, ta đã tới rồi, ta sẽ đứng ở chỗ này, chờ ngươi tới giết. Mấy người vội vàng nhìn về phía thanh âm vang lên, chỉ thấy có một lão giả đang nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt bọn họ. Người này không phải là Hồng Thiền Hồng Sư, thì là ai? chương 1074, danh sư khiêu chiến. 2. Hồng Sư, nhìn thấy người trong cuộc đã xuất hiện khóe miệng hai vị lão giả này đồng thời giật một cái hồng thiền ngươi phùng vũ cắn răng a à, không để ý tới vẻ khiếp sợ và tức giận của hắn cổ tay hồng sư khẽ đảo huy chương danh sư ngũ tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay sau đó ngón tay điểm một cái một giọt máu tươi hiện lên ở phía trên ta hồng thiền lấy danh nghĩa danh sư ngũ tinh xin khiêu chiến danh sư hiện tại lập tức tiến hành mong ngươi đồng ý siêu. Bên trên huy chương có một đạo quang mang lập lè, trói mắt. Lập tức có hai chữ lớn chậm rãi hiện lên ở không trung đồng ý. Giữa danh sư, một khi có mâu thuẫn không giải quyết được thì có thể xin danh sư khiêu chiến. Thông qua huy chương có thể truyền loại ý nguyện này báo lên tới tổng bộ. Sau đó tổng bộ sẽ căn cứ vào thực lực cụ thể của người mà ngươi muốn khiêu chiến để tiến hành phán quyết. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần cấp bậc tương đương, khiêu chiến đều được cho phép danh sư cũng cần chiến đấu mới có thể tiến lên, thậm chí đối với loại tỉ thí cùng cấp bậc này, tổng bộ còn có hương vị cổ vũ. Chính bởi vì như vậy, cho nên bên này vừa mới xin thì bên kia đã chuyển tới hai chữ, đồng ý. Danh sư khiêu chiến, đồng ý. Nhìn thấy hai chữ lớn hiện lên, trước mắt tối sầm lại, phùng vũ trực tiếp khóc lớn. Hiện tại ta bị chỉnh giống như bánh trưng, xương cốt cả người không biết đã gãy mất bao nhiêu cái. Ngay cả cơ thể cũng bị trọng thương, so với ta lương tâm ngươi để đâu chứ tổng bộ đã đồng ý phùng sư đừng giả bộ chúng ta trực tiếp bắt đầu đi phân cao thấp bằng nắm tay hồng sư vung tay áo một cái lông mày nhướng lên ta phùng vũ trống dậy từ trên cáng cứu thương đứng lên ta bản thân bị trọng thương sao có thể so cùng ngươi bị thương nặng phùng sư trò đùa này không buồn cười đâu ta đã nghe ngóng qua một canh giờ trước lúc ngươi từ hoàng cung đi ra còn sinh long hoạt hổ thậm chí còn chỉ điểm cho một vị hộ vệ không chiến đấu cùng với người khác thì làm sao lại bị thương cơ chứ đường đường là danh sư ngô tinh sợ hãi đấu với ta còn lấy lý do bị thương ngươi cảm thấy mình có xứng đáng với xưng hào danh sư hay không hồng sư ra vẻ chính nghĩa nói ngươi khóe miệng phùng vũ giật giật thiếu chút nữa đã khóc hắn đi chặn đường đám người hồng thiển là dấu hoàng thất để lặng lẽ tiến hành dù sao đây cũng là thủ đoạn hèn hạ. Nếu như để cho người khác biết, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của hắn. Ai ngờ, đối phương lấy cái này làm lý do, nói hắn không bị tổn thương. Sao có thể vô sỉ như vậy được chứ? Ta bị tổn thương hay không ngươi không biết hay sao? Ta không cùng người khác luận võ, thế nhưng từ địa phương cao như vậy rơi xuống, bị các ngươi làm cho rơi xuống, có thể còn sống sót đã coi như là mạng lớn lắm rồi, sao thế nào đây? mong rằng phùng sư không nên từ chối. Hồng sư hừ một tiếng. Chỉ cần ngươi không tiếp, hiện tại ta sẽ truyền tin tức về tổng bộ, nói ngươi e ngại khiêu chiến, không xứng với xưng hào danh sư ngô tinh. Tốt, tốt, ta tiếp, ta tiếp không được sao. Phùng vũ cắn răng, lệ rơi đầy mặt. Sớm biết có như vậy, lần này thì tốt rồi, danh sư khiêu chiến, nếu không có nguyên nhân đặc thù thì không thể cự tuyệt. Nếu như nói bị thương, một vị danh sư ngũ tinh bị thương, nhất định tổng bộ sẽ truy xét, đến lúc đó chuyện ngăn cản đối phương sẽ lộ ra ánh sáng, làm không cẩn thận còn phải chịu trừng phạt càng thêm nghiêm trọng. Nói cách khác, đối phương tới khiêu chiến đã đoán chắc bản thân hắn sẽ không dám cự tuyệt. Sốt cuộc là chuyện gì đây? Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Gầm thét một tiếng, thân ảnh hồng sư nhoáng một cái đã đá tới một cước. Siêu! Phùng Vũ còn không có kịp phản ứng thì đã bay thẳng lên trên bầu trời. Lạch cạch, bay cao mấy chục mét đầu tựa vào trên mặt đất phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi vừa rồi hắn mới dùng một ít đan dược chữa thương để khôi phục một chút thế nhưng một chút khí thức này lại lần nữa tán loạn vẻ mặt trắng bệch hai mắt biến thành một màu đen ta giấy sụa đứng dậy còn đang định tiếp tục nói chuyện thì đã thấy một nắm đấm to lớn đập tới phanh phùng vũ lần nữa bay ngược về phía sau đôm đốp ao ao một trận thanh âm quyền cước va chạm vào thịt, lúc này phùng vũ đã không còn ra hình người nữa. Mỗi một chiêu của hồng sư đều rất đúng mực, vừa có thể khiến cho đối phương chịu khổ, lại không quá nghiêm trọng. Đường đường là danh sư Ngô Tinh, bị người ta ám hại, không ả à được cơn giận này, về sau không phải mỗi ngày sẽ bị bắt nạt hay sao? Danh sư cũng là người, không phải Phật, không có khả năng bị người ta đánh mà không dám ra tay đánh trả nếu như ngay cả một chút huyết tính ấy cũng không có thì sao có thể bảo vệ danh sư đại lục không bị dị linh tộc chiếm đoạt cơ chứ? Tinh khí tốt cũng vô dụng, muốn khai thương liệt thổ thì vẫn phải dựa vào chiến đấu và võ lực. Phanh phanh phanh. Không biết qua bao lâu, lúc này Hồng Sư mới nguôi giận, hắn vỗ tay một cái, ôm quyền nói. Phùng Sư, đa tạ. Lúc này Phùng Vũ cũng gần giống như đám người trần mặc, đã hít vào ít mà thở ra nhiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng ngươi rất tốt rất tốt hồng thiền là chiêu ta dùng danh nghĩa danh sư ngũ tinh xin danh sư khiêu chiến hiện tại sẽ lập tức tiến hành mong rằng được đồng ý hồng sư đánh phùng sư dùng danh sư khiêu chiến đây là cách thức đại nghĩa và nằm trong quy củ những người khác cũng không nói được cái gì giờ phút này nhìn thấy tỷ thí đã kết thúc vị lão giả thứ nhất lấy ra huy chương không nhịn được thở phào một hơi hắn muốn chút giận thay cho phùng vũ thật không tiện ta mới chiến đấu xong với phùng sư, nguyên khí tổn hao nhiều, trong vòng 10 năm không có cách nào chiến đấu, cự tuyệt khiêu chiến. Hai tay hồng sư chắp ra sau lưng, tràn ngập ngạo khí nói một câu. Ngươi. Ba người đồng thời bị câu này làm cho lảo đảo, sắp phát khóc. Đại ca, người có thể bớt vô sỉ một chút đi được không? Chương 1075, điều kiện của hồng sư 1. Nguyên khí tổn hao nhiều, bị thương. Bị cái em gái người A hát mới vừa rồi người đánh phùng sư như vậy mà cũng kêu chiến đấu. Ta nhìn thấy người đang ngược đãi người ta, thân người không bị động tới, hơi thở không gấp, làm sao lại tới mức nguyên khí tổn hao nhiều? trong vòng 10 năm không có cách nào chiến đấu cơ chứ? người chân chính tổn hao nhiều chính là phùng sư đang nằm dưới đất kia, người có biết hay không? người nhìn hắn xem, mắt cũng đã bắt đầu trợn trắng. trái lại, người đánh xong đối phương còn tinh thần sảng khoái, cao hứng đến mức miệng ngoác tới tận mang tai bị tổn thương hay không bị tổn thương, trong lòng chúng ta rõ ràng nhất. Ta nói người có dám nghênh chiến hay không? Càng nghĩ càng giận, là chiều danh sư cắn răng hét lớn. Nếu như người thực sự không để ý tới đạo nghĩa và tôn nghiêm của danh sư, muốn lợi dụng lúc người khác đang yếu đuối mà đánh. Như vậy ta đồng ý với người cũng không có gì, như vậy đi, ta sẽ quyết định quy tắc tỉ thí. Hồng sư lạnh nhạt nhìn qua. Chúng ta mỗi người cưới một đầu linh thú phi hành, lại tỉ thí ở trên không trung, độ cao chỉ ít là một ngàn mét, ngươi dám. Hay là không dám? Ngươi! La chiêu run rẩy, Chiến đấu ở trên không trung. Vừa rồi cảnh tượng được Ngọc Tinh ghi chép lại hắn còn nhớ rõ mồn một ở trước mắt. Nếu như thực sự giao đấu với người này ở trên không trung, sợ rằng hắn sẽ giống như phùng sư đang nằm trên đất. Trực tiếp ngã đến mức bán sống bán chết, sau đó. Lại bị sông lại đánh cho một trận. Đừng nói là giáo huấn đối phương, có thể sống sót hay không, cũng còn khó nói. Không dám. Hồng sư liếc mắt, tỏng mắt tràn ngập vẻ xem thường. Không dám thì cũng đừng khiêu chiến, đường đường là danh sư, khiêu chiến một người bị thương mà còn không dám nghênh chiến, quá mất mặt. Vẻ mặt đỏ lên, la chiêu tức giận tới mức thiếu chút phun ra một ngụm máu tươi. Trước kia hắn nhìn thấy hồng sư rất bình thường, hiện tại sao lại vô sỉ như vậy chứ? Được rồi, các ngươi đã không muốn khiêu chiến, Ta cũng lười tiếp tục truy cứu. Lần này ta đến tìm các ngươi chỉ có một việc, các ngươi cản ta ở trên không trung, phá hoại công bằng, công chính. Cho nên chuyện này nhất định phải cho ta một câu trả lời." Hừ lạnh một tiếng, Hồng Sư tiếp tục nói. Mục đích hắn tới nơi này chính là vì đòi một lời giải thích, hiện tại đã đánh xong phùng vũ. Lửa giận đã tiêu tan hơn phân nửa, đành phải nhìn xem còn có thể tìm chút công đạo về hay không. Vốn sau khi sắp xếp cho mọi người xong rồi hắn sẽ đi tới đây thế nhưng trương sư đã gọi hắn lại hàn huyên một hồi hiện tại xem ra vẫn là phương pháp của trương sư hữu dụng nếu không dùng suy nghĩ lúc trước của hắn xông lại mắng to một trận sau đó rời đi không những không có khiến cho đối phương một lần giáo huấn phải nhớ kỹ mà lửa giận của bản thân cũng không tiêu tan được thậm chí đối phương sẽ còn liên thủ hắn sẽ phải chịu thiệt hiện tại vừa tới đã dùng đại nghĩa để danh sư khiêu chiến, ngăn chặn cho đối phương không nói ra lời. Sau đó lại dùng phương thức cưỡi linh thú phi hành để chiến đấu, làm cho đối phương không dám nghênh chiến. Coi như bọn họ muốn phản kích thì cũng không có biện pháp. Trả lời, người còn muốn có câu trả lời sao? La Chiêu và một danh sư khác nhìn nhau, thiếu chút nữa đã tức chết. Người vừa đến đã đánh cho phùng sư suýt tắt thở, còn muốn chúng ta cho ngươi một câu trả lời. Rất đơn giản, Dùng thủ đoạn hèn hạ để ngăn cản chúng ta, nhất định phải bồi thường chúng ta. Như vậy đi, ta cũng không muốn nhiều, 500 viên linh thạch trung phẩm. Như vậy chuyện này sẽ qua, ta cũng sẽ không bẩm báo với lão sư và bệ hạ, nếu không, nhất định ta sẽ náo loạn chuyện này để mọi người phân xử cho ta." Hồng sư khoát tay nói. Hắn lực lượng 10 phần, Trương sư là nhân vật mà ngay cả Mạc Đường chủ của Hồng Viễn danh sư Đường cũng bằng lòng lấy ra linh thạch thượng phẩm để kết giao. Chuyện này không nháo còn tốt, một khi náo lên, nhất định ba tên này sẽ phải chịu trừng phạt. 500 viên, linh thạch trung phẩm. Thân thể hai người nhoáng một cái. Mặc dù bọn họ là danh sư ngũ tinh, thế nhưng trong tay cũng không có nhiều linh thạch trung phẩm cho lắm. Có thể lấy ra một hai trăm viên cũng đã coi như rất nhiều, một hơi muốn 500. Quả thực chính là cướp bóc. Thế nhưng chuyện này, quả thực là bọn họ đối lý. Dựa theo ý tưởng trước đó người này bị vây khốn một ngày. Sau khi bị mất ba danh ngạch, nhất định sẽ không còn mặt mũi gặp người khác mà sẽ xoay người rời đi. Hơn nữa, coi như nói ra, cũng coi như là người không có bản lĩnh. Ai ngờ, người ta không có bị sao, lại còn chạy tới, chiếm thượng phong, đại nghĩa, khiến cho người muốn cự tuyệt cũng không được. Hai người bọn họ buồn bực suy nghĩ tới mức muốn thổ huyết. Chuyện này là chúng ta làm có chút lỗ mãng, chỉ có điều, Hồng Thiền, ngươi cũng không cần đúng lý không tha người như vậy a à. lại nói không phải các người cũng không sao hay sao đối nhân xử thế nên giữ lại một đường ngày sau còn dễ nói không cần thiết phải làm tuyệt như thế a à. la chiêu hất ống tay áo lên không sai tất cả mọi người đều là danh sư ngô tinh tai to mặt lớn người đánh cũng đã đánh rồi đánh cho nghiệt người còn muốn làm gì nữa chẳng lẽ không biết nghĩ cho chúng ta hay sao lão giả thứ hai cũng tức giận tới mức sắc mặt đỏ lên. Nghĩ thay, hay là thanh toán không được. Hai tay hồng sư chắp ra sau lưng. Hừ, linh thạch trung phẩm đối với danh sư ngũ tinh chúng ta cũng là bảo vật quý đồ vật, 500 viên, người có thể một lần duy nhất cầm ra được sao? La Chiêu khẽ nói, không bỏ ra nổi cũng không sao, ta nghe nói, tối nay thái tử thiết yến đãi khách. Sẽ thương nghĩ xem sẽ giải quyết chuyện ba danh ngạch như thế nào mà giải quyết như thế nào, giải quyết ra sao? Các ngươi đến đế đô sớm như vậy, chắc hẳn đã sớm hỏi thăm rõ ràng ha. À. Chỉ cần nói ra phương pháp giải quyết, cũng đưa phương pháp mà các ngươi đã thương nghị ra. Như vậy chuyện này cũng coi như không có gì. Hồng sư vẫy tay nói: năm trăm linh thạch trung phẩm, danh sư ngũ tinh không thể nào cầm ra được. Hắn chỉ đang giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ mà thôi. Hiện tại việc cấp bách chính là biết được Thái tử sẽ giải quyết vấn đề ba danh ngạch như thế nào, cũng tiện để sớm có chuẩn bị, không đến mức luống cuống tay chân. Cái này, La Chiêu và một lão giả khác, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1075